Chương 841, nơi này rất kích thích, rất thích hợp ta, tàn khốc vị diện chiến trường ngươi không chết, chính là ta sống. Cho nên, quân thường tiếu động thủ không có cái gì nhân từ, có thế một chiêu trí mạng, thì tuyệt không dùng chiêu thứ hai. Như thế mà nói, ngắn ngủi mấy phút, 19 tên vị diện cường giả toàn lành lạnh, chỉ tiếc, không có tin vẫn đại lục mắt thấy, nếu không khẳng định sẽ bị rung động thật sâu tâm linh, dù sao bị quân thường tiếu giết những người này, Tu vi thấp nhất cũng phải có thể so với bác phẩm Vũ Hoàng, nếu như đổi lại đại tông môn, chết nhiều như vậy trụ cột vững vàng, tuyệt đối là hủy diệt tính đã kích, thậm chí từ đó không gượng dậy nổi cũng có khả năng, đương nhiên, thật tại tinh vẫn đại lục, quân thường tiếu chưa chắc có cơ hội giết nhiều như vậy, bởi vì nơi này hoàng cấp cường giả đáng yêu tiếc sinh mệnh, huống chi, thì vạn cổ tông hiện tại cường thế, trừ phi cùng địch nhân phát triển đến ngươi chết ta vong cấp độ nếu không tuyệt khó xuất hiện xuất động mười mấy tên hoàng cấp đại chém giết tràn diện, bị giết 19 người đến từ ba cái vị diện, nhất huyết 300 phân, 16 người 160 điểm, chung lấy được 60 điểm điểm cống hiến, xoát, quân thường tiếu vung lên kiếm, nhìn về phía treo ở trên không có thể so với nửa bước vũ thánh vị diện cường giả, thẳng nhiên nói, còn còn lại sau cùng một cái con mồi, mấy cái cái vị diện hơn 10 tên cường giả coi hắn là con mồi, kết quả chính mình thành con mồi, thật là có chút bi kịch. Bán thánh cường giả thản nhiên nói, khó trách dám một người tiến vào vị diện chiến trường, nguyên lai có chút năng lực, có điều, nghĩ một lát, một quan lãnh lệ nói, vẫn là muốn chết, người cường giả này vốn có thể sớm liên hợp người khác cùng một chỗ động thủ, nhưng mắt thấy xích hải đại lục võ giả bị giết, liền quyết định khoanh tay đứng nhìn, vì cái gì, bởi vì, cái này tin vẫn đại lục võ giả rất mạnh, nếu như hắn liên tục giết rất nhiều người, hội từ từ tích lũy giết hại giá trị, đến thời điểm chính mình ra tay đem giết chết, thu hoạch điểm cống hiến đem càng nhiều, quân thường tiếu rất mạnh, điểm ấy, tên bán thánh cường giả đoán đúng, nhưng không nghĩ tới, hội mạnh đến một chút thời gian thì giết 19 người, có điều cũng không quan trọng, bây giờ heo đã vỗ béo, là thời điểm đồ tể, bành, bành, cái này có thể so bán thánh cường giả hai tay huy động, không gian chấn động, từng đạo từng đạo quyền ấn từ trên xuống dưới ngưng tụ, mang theo lực lượng theo cường độ nhìn, tuyệt không phải phổ thông tầng thứ bán thánh so sánh được. Quân thường tiếu nắm chặt kiếm khí, ánh mắt dâng lên chiến ý. Từ khi đột phá đỉnh phong hoàng cấp về sau, còn chưa có nghiêm túc cùng bán thánh đánh qua. Bây giờ thân thể tại không gian bích lũy kiên cố vị diện chiến trường, rốt cục có thể được như nguyện, cháy lên đi. Ta chạc ra, ta tiểu vũ trụ, ta bá vương sắc, ta Hello Kitty. kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quan hàng thập cửu châu. Quân thường tiếu tóc dài bay múa theo gió, nóng trực hỏa diễm bao phủ ngọc long vấn thiên đột nhiên chém ra nhất thời hình thành thất luyện vô song kiếm khí ừng nơi xa chiến trường khu vực đều vị diện cường giả ào ào nhìn thấy thương khung một đạo chói ánh mắt mang hiện ra vô cùng làm người khác chú ý kiếm khí tuy nhiên khoảng cách rất xa nhưng cảm giác rất mạnh lại là cái kia kiếm đạo cường giả đi đi xem một chút các vị diện võ giả ào ào bằng tốc độ nhanh nhất độ chạy tới hiện trường dưới cái nhìn của bọn họ có thế bột phát ra như thế làm cho người chói mắt kiếm thế, khẳng định là mổ kiếm đạo cường giả cách làm, bành, 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 quan diệu mấy ngàn dặm kiếm khí, mang theo nổ tung chi uy đem từng đạo từng đạo quyền ấn mạc sát, mắt thấy thi triển chiêu thức bị nhất kiếm phá mất, bán thánh cường giả trên mặt phong khinh vân đạm bị ngưng trọng thay thế, cũng thầm nghĩ, kẻ này thực lực không kém hơn ta, xoát xoát xoát, quân thường tiếu cầm kiếm xông lại, một chữ nhanh quyết lần nữa thi triển, con ngươi thấu phát chiến ý chưa từng có mãnh liệt, bán thánh cường giả tới nhìn thẳng, trong lòng nhất thời có chút hư, sau đó vội vàng thi triển thân pháp hướng phía sau thoát đi, cao thủ vừa ra tay, thì biết rõ có hay không, quân thường tiếu bạo phát kiếm thế, đã để một tên bán thánh kiên kỵ, làm kiếm trung hoàng giả, lại phối hợp Ngọc Long vấn thiên kiếm, hắn hiện tại chiến đấu lực, tuyệt đối so với cầm thanh long yển nguyệt đao càng mạnh, tuy nhiên thường chơi đao, nhưng kiếm đạo phương diện mới là mạnh nhất, hưu. Hưu. Hưu, vô số kiếm khí phong quyển vân tuôn ra nổ bắn ra mà đến, chỉ tiếc, tên kia bán thánh không có giao chiến chi ý, lại hướng, về, sau rút lui, cho nên cũng không có đánh trúng, muốn chạy, cơ giới vũ trang cánh cùng phi hành thuật lực song trọng bạo phát, quân thường tiếu hóa thành một đạo lưu quan đuổi theo, trong chớp mắt liền đuổi theo, thật là nhanh tốc độ. Tên kia bán thánh hoảng sợ nói, chết đi, quân thường tiếu lạnh giọng quát, đột nhiên dơ lên ngọc long vấn thiên kiếm, cổ tay nhất thời lấp lóe ánh sáng, bị từng khối sắt thép bao phủ, cơ giới vũ trang cánh, chiến đấu hình thái kích phát, vù vù, nổ tung bàn kiếm khí chém ra, không chỉ có thấu phát vô cùng lạnh lẽo khí thế, còn bộc lộ ra cẩn trọng chi uy, một khắc này, toàn bộ thiên địa phản phất mất đi sắc thái, chỉ còn lại có để thế nhân chân ghi khắc cả đời nóng rực kiếm quan, không, bán thánh lòng sinh nguy cơ, đầy rẫy kinh khủng hô hoáng, có thể vừa mở to miệng, toàn bộ thân thể liền tại khủng bố kiếm khí phía dưới bị một phân thành hai, phốt, kiếm khí tê liệt mà đến, phân mò thi thể vung vải máu tươi, ầm vang rơi trên mặt đất, vì khắp nơi lại thêm một mảnh đỏ thẩm vết máu, chúc mừng người tham dự cầm xuống phong vân đại lục nhất huyết, thu hoạch được 100 điểm điểm cống hiến, chúc mừng người tham dự đánh giết huyền tự cường giả, thu hoạch được 20 điểm điểm cống hiến, huyền tự cường giả, nữ tính hóa tiếng nhắc nhở, các vị diện cảnh giới hệ thống khác biệt, cho nên vì khác nhau thực lực, người tham dự tại vị diện chiến trường bị thống chia ra làm thiên, địa, huyền, hoàng cấp 4, thân ái người tham dự, ngươi vừa rồi giết chết cường giả, tại phong vân đại lục vì hóa hư cảnh cường giả, vị diện chiến trường còn phân loại huyền tự tầng thứ, thì ra là thế, quân thường tiếu nói, ta là cái gì tầng thứ, theo cảnh giới đến tính, ngài cần phải phân loại làm hoàng tự cấp, cho nên giết chết đẳng cấp cao, so giết ngang cấp muốn nhiều 10 điểm điểm cống hiến. Nữ tính hóa thanh âm truyền đến. Hệ thống, nó cảm giác có nghĩ việc nguy cơ, tâm lý hiện tại hoảng, Quân Thường Tiếu nói, ta là thấp nhất a, à, có điều theo vừa rồi chiến đấu nhìn, ngài thực lực chân chính cần phải ở vào khoảng khu đất cùng huyền tự ở giữa. Nữ tính hóa âm thanh vang lên, cái kia còn tạm được. Quân Thường Tiếu hài lòng cười, nhưng là, bán thánh cường giả mới huyền tự tầng thứ, nói rõ vị diện chiến trường phía trên còn có thiên, địa hai chữ cường giả, thực lực tuyệt đối có thể so vũ thánh thậm chí càng cao, nếu như chính mình gặp phải, chẳng phải là rất gây sự, quả nhiên, mức thấp nhất chế hoàng cấp tiến vào chiến trường, cao thủ như mây, quân thường tiếu bụng mặt, ngẩng lên thân thể cười quái dị nói, nơi này rất kích thích, rất thích hợp ta, bật hắc hắn. Tại tinh vẫn đại lục có một loại vô địch là cỡ nào tịch mịch cảm giác, tại vị diện chiến trường, hoàng cấp đi đầy đất, bán thánh nhiều như chó, hơn nữa còn có vũ thánh thậm chí càng cao, tình huống thì không giống càng nghĩ đến có thế cùng bọn hắn thống khoái chém giết, quân thường tiếu huyết dịch trong nháy mắt bốc cháy lên, giết chết 20 tên vị diện cường giả, thu hoạch được năm 80 điểm điểm cống hiến, phía dưới tinh vẫn đại lục cứ điểm địa bàn cũng theo mới đầu 23 m mở rộng đến hơn 20 m quân thường tiếu sụp đổ nói, phát triển thành thôn trang quy mô, đến giết bao nhiêu, nữ tính hóa thanh âm nhắc nhở vang lên, thân ái người tham dự, đọc sách. Địa bàn nhân số quyết định mở rộng tốc độ, người càng ít mở rộng thì càng chậm, xoát, xoát, ngay tại lúc này, một hàng đạo lưu quan bay lượng mà đến, bên trong có lúc trước giả bộ rời đi cường giả, cũng có bị kiếm khí quấy nhiễu cường giả, số lượng chí ít 6, 7 ngàn, hừ, quân thường tiếu ngạo nghễ mà đứng, một tay cầm kiếm, giết chết 19 tên hoàng cấp cùng một tên bán thánh đơn giản làm nóng người, sau đó mới thật sự là... Chiến đấu vũ trang cánh cùng phi hành thuật lực song trọng bạo phát, con hàng này lại bằng tốc độ nhanh nhất độ chạy, đừng sợ A. À. Hệ thống nói, quân thường tiếu gầm thét lên, ta đầu bị lừa đá, mới có thể cùng mấy ngàn tên hoàng cấp cường giả đánh nhau. Chương 842, cấp 3 lệnh truy nã, quân thường tiếu rất mạnh, nhưng tuyệt không cho rằng một người có thể cùng mấy ngàn tên hoàng cấp chiến đấu, cho nên chỉ có chạy trốn, chờ thời gian đến trở về khu vực an toàn. Xoát, cơ giới vũ trang cánh cùng phi hành thuộc lực song trọng kết hợp, tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát liền đem đuổi theo phía sau đều vị diện cường giả vung vô ảnh vô tung, chạy trốn phía trên, quân thường tiếu thẳng có lòng tin, trừ phi vũ thánh vận dụng không gian xuyên qua, nếu không người nào cũng đừng hòng đuổi kịp, từng đột nhiên, hắn phát hiện mình hai tay cùng thân thể bắt đầu phát ra hào quang màu đỏ, cũng hướng lên khoảng không kéo dài, sau đó khó hiểu nói, cái này cái quỷ gì, tin vẫn đại lục võ giả đánh giết 19 tên chữ hoàng cường giả, một tên chữ huyền cường giả, đã tiến vào vết đỏ mắt hình thức, đặc biệt tuyên bố cấp 3 lệnh truy nã, tiền thưởng 500 điểm cống hiến. Giữa bầu trời truyền đến cẩn trọng thanh âm, cấp 3 lệnh truy nã, đây chính là một con dê to béo a, tảng mắt chiến trường vị diện cường giả toàn nghe đến cẩn trọng thanh âm, ánh mắt nhất thời nóng trực lên, trừ cầm vị diện võ giả nhất huyết cùng vết cao hơn tự thân thực lực cường giả bên ngoài, hắn hết thảy cho 10 điểm, tiền thưởng 500 điểm điểm cống hiến, tuyệt đối có mê hoặc trí mạng, hồng quang Thân ở quân thường tiếu phạm vi trong trăm dặm võ giả nhìn thấy trùng thiên hồng quang, nhất thời như đói khát sói đói bàn tiến lên, thân ái người tham dự, nữ tính hóa hệ thống nói, ngài hiện tại đã trở thành cấp 3 tội phạm truy nã, phóng thích hào quang màu đỏ sẽ thời khắc bại lộ vị trí của mình, mời cần phải muốn tránh tốt, yêu yêu nha, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, quân thường tiếu biểu hiện trên mặt sụp đổ, giờ phút này, hào quang màu đỏ vẫn còn tiếp tục tăng lên, hai ba trăm dặm trong vòng khẳng định thấy rất rõ ràng, mới hai mươi người, quân thường tiếu gầm thét lên, thì giết đỏ mắt, thì bị truy nã, hệ thống nhìn có chút hả hê nói, ký chủ bóp sai điểm, tuyệt đối bóp sai, nếu như biết giết người sẽ trở thành hồng nhân, sẽ còn bại lộ vị trí của mình, quân thường tiếu khẳng định không núp ở cứ điểm một canh giờ, mà chính là nhanh đi ra giết chết, sau đó lại rút về, nếu còn không được mượn nhờ truyền tống môn về đến vạn cổ tông, không chơi, nhưng bây giờ, muốn trở về cũng trở về không đi. Hệ thống tiếp tục nhìn có chút hả hê nói, đơn giản hình thức cứ thế mà bị ký chủ chơi thành địa ngục hình thức. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Quân thường tiếu tỉnh táo lại nói, ta có máy móc vũ trang cánh, song hạch khu động, tốc độ càng nhanh, trốn nửa canh giờ không có vấn đề. Hô, hô, ngay tại lúc này, dưới linh niệm phóng thích, bắt được mặt khác ba phương hướng vô số cường giả sông chính mình đuổi theo sau đó chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất độ chạy trốn. Hệ thống nói xong ngồi châm chọc nói, nơi này quả nhiên rất kích thích, rất thích hợp ký chủ. Đào mệnh nha, Quân thường tiếu không để ý hắn, đem tâm tư toàn dùng tại chạy trốn phía trên. Truy, đừng để hắn chạy, 500 điểm điểm cống hiến, lão tử nhất định muốn cầm tới. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng võ giả, đến hàng vạn mà tính cường giả ánh mắt nóng rực đuổi theo. Hận không thể ngay lập tức đem cấp 3 tội phạm truy nã tháo thành 8 khối, kiếm lấy điểm cống hiến, bọn họ làm sao không đánh lên, phải đuổi theo ta giết. Quân Thường Tiếu ở trong lòng gào thét, tốt vị diện chiến trường, các đại vị diện chém giết lẫn nhau, nhưng bây giờ tập thể nhắm vào mình, ta mẹ nó chọc ai gây ai, thân ái người tham dự, bởi vì ngài mệnh giá trị 500 điểm cống hiến, sau 10 điểm điểm cống hiến cao 500 lần đây. Nữ tính thanh âm nhắc nhở nói, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Quân thường tiếu tốc độ toàn bộ khai hỏa, tiến vào điên cuồng chạy trốn hình thức. Vào lúc này, huyết dịch của hắn đã không đang sôi trào, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu ta muốn về nhà, ta muốn về vạn cổ tông, chấm chấm chấm. Tinh vẫn đại lục, mấy tên rất ít xuất thế vũ thánh rơi vào tế đàn cổ xưa bên trong, bên trong còn có hàng thành chủ, bọn họ đều nhíu mày lại, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, đại tế ti. Một tên cường giả trầm mặt sơ qua, nói, không thể thoái thác sao?" Ai, lão giả áo bào trắng lắc đầu nói, "Thượng giới ý chỉ, chỉ có thể tuân theo. Vị diện chiến trường từ trước đến nay đều là cao đẳng vị diện tham dự, chúng ta tin vẫn đại lục chỉnh thể thực lực hơi thấp, đi vào không thể nghi ngờ cùng cấp chịu chết." Một tên vũ thánh cao mày nói, "Những thứ này gần với vũ đế cường giả, đối với vị diện chiến trường ít nhiều có chút lý giải, cho nên mới sẽ sầu mi khổ kiểm." Đại tế ti thở dài nói, "Coi như chịu chết." cũng phải phái 2.000 tên Vũ Hoàng đi vào, chỉ có đem thuộc về ta tin vẫn đại lục địa bàn mở rộng tới trình độ nhất định mới có tư cách rời đi. Mở rộng địa bàn, hàng thành chủ cười khổ nói, theo ta thấy, địa bàn khuếch trương không, người muốn toàn quân bị diệt, ai, mấy tên Vũ Thánh than thở, tin vẫn đại lục đơn giản trong vũ trụ một cái tầm thường nhất vị diện, cao đẳng vị diện nhiều không kể xiết, 5 năm sau đi tham gia, tương đương để Vũ Hoàng đi chịu chết, nếu như chỉ phái mấy chục người, cũng là không quan trọng, có thể phải 2.000 người, cái này muốn toàn hao tổn bên trong, đối vốn là đi xuống dốc đại lục mà nói tuyệt đối là trầm trọng đã kích, chư vị, đại tế ti nói, 5 năm, năm sau, các ngươi cũng đi vị diện chiến trường, có lẽ còn có thể dựa vào thực lực đến mở rộng địa bàn, có lẽ nhưng là đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất, chỉ có như vậy, mấy tên vũ thánh ánh mắt nổi lên dứt khoát, thực lực bọn hắn là mạnh, nhưng cũng biết cao đẳng vị diện cường giả mạnh hơn mình, đã đắp lên giới chỉ định, chỉ có thể kiên trì tham chiến chấm, chấm, chấm. vị diện chiến trường thiên dụ vương thành một trường hồng nhíu mày lại ngồi tại dưới dịch thiên hành nói nghe nói đây là thượng giới vì giải quyết kính người hết chỗ khai mở chiến trường tiến vào bên trong phải giết hại phải mở rộng lãnh thổ tư đồ hạo vân lắc đầu nói vị diện chiến trường nhưng là so địa ngục còn khủng bố địa phương chúng ta tin vẫn đại lục phái người đi vào tương đương chịu chết đúng vậy a à. dịch thiên hành nói thượng cổ chư đế đại chiến để thế giới sụp đổ, nguyên khí đại thương, nếu như lại trải qua vị diện chiến trường, trung kiên lực lượng hao tổn nghiêm trọng, chỉnh thể thực lực sẽ chỉ tiến một bước hạ xuống, một trường hồng ý thức được sự việc tính nghiêm trọng, cầm lấy để lên bàn thư tính, dứt khoát nói, vì đại lục, chúng ta chỉ có thể đi, tế đàn phương diện không chỉ có muốn tại 5 năm sau điều động 2.000 tên Vũ Hoàng, còn muốn điều động bán thánh cùng Vũ Thánh, bởi vì coi như yếu cũng không thể buông tha cũng phải vì một tia hy vọng phấn đấu, rõ ràng chịu chết, là sao còn muốn điều động nhiều cường giả như vậy, bởi vì căn cứ vị diện chiến trường quy định, nếu như một phương tham dự vị diện tiêu cực đối đãi hoặc thuần phái vũ hoàng cấp đừng đi qua qua loa, sẽ gặp phải trừng phạt, bạch, bị chỉ định vị diện đi vị diện chiến trường, cũng là đi chịu chết, liều mạng chịu chết, đương nhiên, nếu như tại quy định thời gian gượng chống xuống tới, lại hoặc là đem đất bàn khuếch trương đến rất lớn, cũng sẽ có phong phú khen thưởng thì tinh vẫn đại lục cường giả mà nói, bọn họ cũng không ngóng trong thu hoạch được khen thưởng, chỉ hy vọng tại tàn khốc chiến trường chịu đựng đến, đem tổn thất giảm bớt nhỏ nhất, vậy liền cảm ơn trời đất. Chấm chấm chấm. Tinh vẫn đại lục đỉnh cấp cường giả lo lắng lúc, dựa vào truyền tống môn sớm lén qua đến vị diện chiến trường quân thường tiếu, giờ phút này chính miệng mở rộng, lè lưỡi điên cuồng chạy trốn, đem hắn bước thành dạng này. Đúng vậy, có ngàn vạn cường giả chính đang đuổi giết hắn. Suy nghĩ một chút, đen nghiệp tất cả đều là hoàn cấp thậm chí bán thánh ở phía sau theo đuổi không bỏ, hình ảnh kia rung động đến bao nhiêu, quân cẩu thẳng có thế có ngày hôm nay, cảm tạ thương thiên, cảm tạ đại địa, hệ thống còn tại nhìn có chút hả hê nói, nhanh thiêu đốt ngươi Chakra, ra, thiêu đốt ngươi tiểu vũ trụ, thiêu đốt ngươi ha bá vương nha, chương 843, giết ra một đầu đường máu đến, quân thường tiếu tuy nhiên vô cùng chật vật, có điều ý vào vũ trang cánh cùng phi hành thuật lực, muốn đuổi giết hắn vẫn có chút độ khó khăn. Có điều, hào quang màu đỏ phá tan không trung, thời khắc bại lộ vị trí, càng ngày càng nhiều cường giả theo khắp nơi vọt tới, quả nhiên là nguy cơ tứ phía. Thực, quân thường tiếu có thể dùng nang thu chi đao, nhưng cái đồ chơi này tác dụng còn không có trắc thí, còn hung không hung không cách nào biết được, vạn nhất rơi vào nghiêm trọng hư nhược kỳ, tại nguy hiểm khu khẳng định lạnh, trốn chỗ nào, vù vù, đang suy nghĩ, bên phải đột nhiên năng lượng bạo phát, lít nha líp nhít quyền ấn cùng trưởng ấn áp xuống tới ngay cho ta, quân thường tiếu một kiếm vung chặt mà ra, trong nháy mắt phá mất đột kích chiêu thức, cũng đem phía trước cản đường mấy tên vũ hoàng tại chỗ mạt sát, loại này bị vây chặt xuất hiện ở ngắn ngủi 10 phút thời gian xuất hiện nhiều lần, hắn lần lượt giết không ít, điểm cống hiến mặc dù đề bạc, nhưng thân thể cũng càng thêm đỏ, quân tông chủ hiện tại là hoàng đế trước người người nổi tiếng, vẫn là ánh sáng nối liền trời đất loại kia, rất dễ dàng liền có thể bị người khác bắt được, xoát, xoát, càng nhiều cường giả trùng sát mà đến, vì 500 điểm điểm cống hiến, bọn họ tuyệt không buông tha, nhìn lấy càng ngày càng nhiều cường giả tham dự truy sát chính mình, quân thường tiếu ở trong lòng gầm thét lên, còn bao lâu, hệ thống nói, còn có 10 phút, có thể tiến vào khu vực an toàn, không khác gì nhiều, quân thường tiếu tốc độ toàn bộ khai hỏa, đột nhiên giữa không trung quay đầu, theo tin vẫn đại lục cứ điểm cực tốc bay đi, cũng âm thầm tính toán thông suốt tới đó, thời gian cần phải vừa vặn, hệ thống nói, Ta không muốn đã kích ký chủ, nhưng có câu nói phải nói, nếu như bọn họ đem cứ điểm vây quanh, lại nên làm cái gì? Ách, quân thường tiếu sụp đổ, điểm này, hắn cũng không nghĩ tới. Mẹ, quân thường tiếu quanh thân nhất thời phát ra vô tận sát ý, nói, nếu như cứ điểm bị vây, lão tử chỉ có thể dết ra một đường máu đến, không có vũ thánh cấp bậc cường giả xuất thủ, hắn có thể chạy trốn tới chân trời góc biển, nhưng là, năng lượng chung quy hội khô kiệt mà lại hào quang màu đỏ thời khắc bại lộ vị trí của mình, hấp dẫn càng nhiều cường giả đánh tới, cho nên muốn tiếp tục sống, phải về khu vực an toàn, để hệ thống đoán đúng, làm quân thường tiếu cực tốc theo tin vẫn đại lục cứ điểm bay tới, xa xa nhìn thấy chí ít có ngàn tên cường giả treo giữa không trung, đem tin vẫn đại lục cứ điểm ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại, mẹ, hắn dứt khoát nói, liều, tạch tạch tạch, cơ giới vũ trang cánh chiến đấu hình thái, phòng ngự hình thái khởi động, cửu lân hộ thể giáp cùng linh khải tầng tầng tròn tại phía trên. Giờ khắc này, quân thường tiếu trạng thái mạnh nhất toàn bộ khai hỏa, hoa sơn chi đỉnh, khiêu chiến hai tên tà tông lão đại, hắn từng toàn bộ khai hỏa qua, thậm chí còn đem ba yoga tế ra, nhưng lúc đó chủ yếu dùng tới dọa người, để bọn hắn biết điều cắt đất đền tiền cống lên. Giờ phút này tại vị diện chiến trường vì mạng sống, còn hết sức chăm chú đầu nhập, bởi vì khu vực an toàn bị phong tỏa, vô luận như thế nào cũng muốn giết ra một đường máu không phải vậy du đảng tại nguy hiểm khu, sớm muộn, vạn cổ tông muốn phát triển, chính mình còn không có thoát đơn, sao có thể chết tại nơi này, hệ thống nói, ký chủ vẫn là chết đi, bởi vì thoát đơn thân thật là rất khó khăn, quân thường tiếu bơ đậu đen rau muống, ánh mắt dần dần đỏ bừng, toàn thân bị nóng rực hỏa diễm tràn ngập, dường như một đoàn người nào hơi chút đụng vào liền sẽ bị thiêu mất hỏa thần, tiểu tử kia đến, ta liền biết, hắn biết trở về cứ điểm canh giữ ở tinh vẫn đại lục địa bàn ngàn tên võ giả ánh mắt nóng rực lên. Giờ phút này bọn họ cũng không thèm để ý bị ngọn lửa bao phủ quân thường tiếu, mà chính là đem coi như biết bay 500 điểm điểm cống hiến. Kết trận, một cái vị diện cường giả quát, xoát, xoát, hai hơn 10 tên cường giả bay lượng mà ra, trường kiếm từ phía sau lưng ra khỏi vỏ, chợt bố trí ra một loại nào đó kiếm trận đến, đều cho lão tử chết, cực tốc mà đến quân thường tiếu phẫn nộ rống to chiến đấu hình thái gia trì cánh tay phải, đột nhiên huy động Ngọc Long vấn thiên kiếm, trực tiếp lôi kéo ra chói mắt chói mắt kiếm khí. Một kiếm này so chém giết vừa rồi bán thánh còn muốn cường thế, có thể rõ ràng nhìn thấy, dày nặng không gian bích lũy có dài nhỏ kiếm ngân còn sót lại, thực sự. Thực sự, ngay tại lúc này, đến từ mang hoang đại lục hai tên cường giả hai chân dẫm chỗ, hai cái dường như đến từ viễn cổ cự nhân hư ảnh hiện ra, lập tức nâng tay ngân tiếp phong mang kiếm khí, oanh. Oanh, chấn động thiên địa nổ vang truyền đến, đợi hết thảy bình tĩnh trở lại, hai tôn người khổng lồ đã sớm bị kiếm khí cường thế phá mất, đăng. Đăng. Đăng, hai tên hoang mang đại lục cường giả liên tiếp lui về phía sau, ào ào che ngực phun máu ra, ánh mắt nổi lên hoảng sợ, bọn họ là chữ huyền cấp cường giả, ngưng tụ viễn cổ cự nhân cũng là hoang mang đại lục phòng ngự mạnh nhất pháp tướng, bây giờ cùng một chỗ phóng xuất ra, thế mà là đánh không xuống cái kia gia hỏa một kiếm trạng thái mạnh nhất phía dưới quân thường tiếu không phải quả hồng mềm, mà chính là đầy người đinh thép con nhím, tam thiên ngự kiếm thuật. Ngay tại lúc này, kết trận mười mấy tên kiếm tu, ào ào đem kiếm ném ra, trong nháy mắt giống như khổng tước vẽn đuôi bàn huyển hóa ra ba ngàn kiếm khí, sau đó hình thành mưa kiếm chi thế, theo quân thường tiếu đánh tới, hưu, hưu, lít nha lít nhíp kiếm khí hình thành núi kêu biển gầm chi thế, một chữ nhanh quyết, xoát, xoát, xoát lip nha lip nhíp kiếm ảnh rung rung đi ra cùng đột kích mưa kiếm điên cuồng đập vào lên cuối cùng đem toàn bộ đánh bay ra ngoài kiếm đến quân thường tiếu hét lớn một tiếng hưu 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 bị đánh bay kiếm khí nhất thời không nhận kiếm tu khống chế đánh lấy xoáy hội tụ tại hắn trên đỉnh đầu tạo thành cự kiếm hình thái tại quân thường tiếu trước mặt xuất sắc kiếm không thể nghi ngờ là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao cái này kết trận mọi người trợn mắt hốc mồm một giây sau dân lên mãnh liệt điềm không may, người cầm đầu quát, lui, hết thảy cho lão tử chết, quân thường tiếu nổi giận đùng đùng, Ngọc Long vấn thiên kiếm đột nhiên chém xuống đến, hội tụ trên không cự kiếm nhất thời như núi non bàn sụp đổ, mang theo vô tận kiếm thế hung hăng đè xuống, bành, 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 kết trận mười mấy tên kiếm tu không kịp né tránh, tại cự kiếm phong mang phía dưới trong nháy mắt hóa thành một mảnh mưa máu, một khắc này, hoàng cấp cường giả giòn như con kiến hôi chúc mừng người tham dự cầm xuống ngự kiếm đại lục nhất huyết, thu hoạch được 100 điểm điểm cống hiến, chúc mừng người tham dự đánh giết ngự kiếm đại lục chữ hoàng võ giả 21 tên, lấy được 210 điểm điểm cống hiến, vốn muốn xuất thủ đều vị diện cường giả, nhìn thấy ngự kiếm đại lục hai hơn 10 tên cường giả toàn bộ ngã xuống, cả kinh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trống, ngay tại lúc này, hai tên bị đẩy lui hai tên hoang mang đại lục cường giả quần áo bạo liệt, ở ngực hiện ra quỷ dị hình xăm, chật thân thể dần dần bành trướng, diễn hóa thành cao hơn 20 trượng hung thú thân thể, mang vương hóa. Có người hoảng sợ nói, tiểu tử, mang vương hóa cường giả giận dữ hết, chết đi cho ta, như là một ngọn núi lớn bàn tay, mang theo táo bạo chi lực hung hăng oanh tới, hô, một tên khác mang vương hóa cường giả bàn về cánh tay phải, theo mặt bên đánh tới, vừa tốt đem bay tới quân thường tiếu kẹp ở bên trong, vù vù, táo bạo lực lượng điên cuồng phóng thích, toàn bộ không gian bị chấn động đến gần như vạn vẹo, đều vị diện cường giả thấy thế, đều nổi lòng tôn kính. Giờ phút này, bọn họ có thể phán đoán ra, hai tên huyền cấp cường giả tiến vào mang vương hóa về sau, thực lực chắc đã đến gần vô hạn khu đất, cái này cấp 3 tội phạm truy nã sợ là tai kiếp khó thoát, giết, quân thường tiếu ánh mắt sát cơ tung hoành, đem lực lượng rót vào ngọc long vấn thiên kiếm bên trong, hình thành nóng trực kiếm mang, theo trước một bước đánh tới bàn tay đâm tới. Kiếm khí thẳng tắp đâm xuyên lòng bàn tay, chương 844, ta sẽ còn trở lại. A, à, bị Ngọc Long vấn thiên kiếm đâm xuyên lòng bàn tay mang vương hóa cường giả, phát ra thống khổ nộ hống, vù vù, khác một bàn tay mang theo vô cùng chi lực theo mặt bên áp qua đến. Quân Thường Tiếu không kịp rút kiếm, bỗng nhiên quay người, giơ lên sắt thép bao phủ nắm tay phải, hung hăng đánh vào trên lòng bàn tay, bành, lực lượng bạo phát, liên y dập dần, các vị diện cường giả đều trợn tròn con mắt bởi vì trong tầm mắt cái kia cao càng mấy chục trượng, lực lớn vô cùng mang vương hóa cường giả lão đảo lui lại, sau cùng ầm vang ngã trên mặt đất, a à a, à, một tên khác cường giả còn tại kêu thảm, quân thường tiếu bay tới, đem ngọc long vấn thiên kiếm rút ra, lăng không mà lên, đột nhiên chém xuống, phốt, dưới to lớn kiếm mang, tráng kiện cánh tay nhất thời bị gọt sạch, đối mặt hai tên kích phát mang vương hóa, vô hạn tiếp cận chữ địa cường giả, quân thường tiếu có thể làm được đánh bay một cái, kích thương một cái, cái kia thì tương đối khủng bố, dưới tình huống bình thường khẳng định thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, nhưng bây giờ bức thiết dết ra một đường máu, trở về cứ điểm, cho nên quân thường tiếu dơ lên kiếm hướng khu vực an toàn phóng đi, vừa rồi chiến đấu rung động các vị diện cường giả, nhìn thấy cái kia mảnh nhân vọt tới, nhất thời cả kinh hướng, về, sau rút lui, chư vị, có người hô, hắn chỉ có một người, chúng ta cùng tiến lên, ai có thể tại loạn kiếm bên trong giết, vậy liền xem vận khí, tốt, các vị diện cường giả ào ào hưởng ứng, vù vù, nhưng, khi bọn hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, giữa bầu trời, đột nhiên có hào quang lóa mắt lấp lóe chỉ nhìn một cái cự đại trưởng ấn mang theo lăng lộn vân vụ trấn áp xuống, cường thế uy áp, trung động thật sâu chúng tâm linh người, đây là, một tên cường giả cả kinh nói, chữ địa cường giả, chính xong lại quân thường tiếu, cũng cảm nhận được cổ kinh khủng uy áp kia, gấp bận biểu ngẩng đầu nhìn lại, gặp thanh thế mênh mông trưởng ấn áp xuống tới, lúc này chửi ầm lên, bà ngươi cái chân, ầm ầm, toàn bộ xích hồng đại lục chấn động, cuốn lên lăn lộn bụi đất, giữa bầu trời, một tên thân xuyên trường bào màu xanh lão giả theo trong hư không xuất hiện, quanh thân phát ra khủng bố khí tràng, khiến cho các vị diện cường giả tâm sinh kiên kỵ, đây là chữ địa cường giả, dùng tin vẫn đại lục đẳng cấp tới nói, hàng thật giá thật vũ thánh, thậm chí tại trên thực lực so hàng thành chủ còn muốn càng mạnh khó trách quân thường tiếu đều không bắn xong thì bị trấn áp, dù sao quá mạnh, quá nhanh, chấm chấm chấm, trưởng ấn đè xuống, bụi đất che cả bầu trời, kết thúc, một cái nho nhỏ tin vẫn đại lục võ giả, lại để chữ địa cường giả xuất thủ mới có thể làm được, thật là có chút không thể tin, tán, tán, cấp 3 tội phạm truy nã chết, các vị diện cường giả đương nhiên sẽ không lưu lại, không đúng, làm sao không có thanh âm nhắc nhở đâu, căn cứ vị diện chiến trường quy tắc, Định nghĩa tội phạm truy nã võ giả, chỉ cần bị mạt sát liền sẽ thông báo tại thế, nhưng hôm nay cũng không có thanh âm tại giữa bầu trời vang lên. khư đột nhiên, lăn lộn trong bụi đất, một đạo hắc ảnh cực tốc xông tới, các vị diện cường giả nhất thời ý thức được, cái kia tinh vẫn đại lục võ giả cũng không chết tại chưởng ấn vỗ xuống, từng, chữ địa cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, chính mình một chưởng này, dù là đổi lại thực lực ngang bằng đối thủ, chí ít cũng sẽ bị oanh thương tổn kẻ này làm sao không có việc gì thời gian không có thời gian nghỉ nhiều lần nữa hội tụ cường thế chưởng ấn đè xuống ầm ầm đại địa lần nữa chấn động bụi đất bay đầy trời hưu quân thường tiếu lại từ đầy trời bụi đất xông tới có điều ở bên ngoài cùng tầng linh khải đã tổn hại nghiêm trọng lộ ra đến mức dị thường chật vật còn chờ cái gì hệ thống gầm thét lên nhanh lôi ra khu mua sắm mua sắm đạo cụ đánh hắn nha a à. quân thường tiếu xem như không nghe thấy áp sát mặt đất cực tốc bay đi, cái này đều không chết, các vị diện cường giả nhìn trận mắt hốc mồm, nhóc con, cái kia chữ địa cường giả âm thanh lạnh lùng nói, đừng muốn chạy trốn, vù vù, vừa dứt lời, một cái cự đại trưởng ấn lần nữa mang theo vân vụ trấn áp xuống, ầm ầm, hưu, quân thường tiếu lại một lần xông tới, Linh Khải đã sớm hoàn toàn tan vỡ, hiển lộ ra cửu lân hộ thể giác, không muốn dùng điểm cống hiến, tế ra nang thu chi đao cũng được a. À. Hệ thống gầm thét lên. Vào lúc này nó vô cùng gấp gáp, vô cùng hoảng, bởi vì quân thường tiếu nếu như ở ra rắm, mình cũng phải theo lành lạnh. Vị diện cường giả nhìn thấy cái kia gia hỏa liên tiếp tiếp nhận chữ địa cường giả ba lần trưởng ấn trấn áp nhưng là chạy nhanh như vậy, con mắt trừng tròn vo tròn vo, đương nhiên, không có thời gian chấn kinh, ào ào thi triển thân pháp thoát đi, bởi vì thứ tư trưởng lại áp xuống tới, theo lấy như thế tiết tấu, nếu như chính mình không né tránh, sớm muộn sẽ bị tác động đến, ầm um, ầm, um, hưu. Quân Thường Tiếu lại xông tới, hệ thống nhanh khóc ròng nói, ngươi muốn chết, chớ liên lụy ta à, ầm ầm, hưu, cứ như vậy, chưởng ấn không ngừng trấn áp, Quân Thường Tiếu tựa như ương ngạnh. Chuột đất đang bị lần lượt trấn áp bên trong thoát ra ngoài, mãi đến liên tiếp lại trấn áp nhiều lần, chữ Địa Cường giả lơ lửng ở giữa không trung không lại ra tay, nhưng làm mục tiêu đã tiến vào tinh vẫn đại lục cứ điểm, phù phù, Quân Thường Tiếu đặt mông ngồi trên ghế, không người cúi đầu xuống từng ngụm từng ngụm thở dốc, khoát thân thể cửu lân hộ thể giáp đã có nhiều chỗ bị hao tổn, có thể chống được nhiều như vậy trưởng, nguyên bản là vào một thân phòng ngự trang bị, nếu không đã sớm phơi xác, lão. Lão gia hỏa, sơ qua thở dốc về sau, quân thường tiếu khó khăn ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này trấn áp mối thù, vốn. Bổn tọa ghi lại, ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả, qua, vừa mới dứt lời, kèm nén không được nửa thể nội thương thế phun ra một nguồn máu. Ngạnh kháng nhiều như vậy trưởng ấn, mặc dù dựa vào phòng ngự trang bị, nhưng mà ỷ vào linh duy trì, mỗi bị oanh kích nhất trưởng, không chỉ có hao phí linh năng, cũng sẽ làm bị thương nội thể. Quân thường tiếu hiện tại kinh mạch toàn bộ bị hao tổn, có thể phân loại làm trọng thương. Vượt qua đến bây giờ, hắn không phải là không có nhận qua thương tổn, nhưng từ không có thương tổn nặng như vậy qua, thương tổn chật vật như vậy qua, cho nên lửa giận trong lòng phun trào, hai mắt dần dần trở nên đỏ thẫm. hừ, chữ địa cường giả cười lạnh một tiếng nói, ngạnh kháng lão phu nhiều như vậy trưởng sống sót, cũng là coi như số ngươi gặp may, có điều lần sau gặp lại, nhưng là không còn may mắn như vậy, thanh âm đến sau cùng càng ngày càng mơ hồ, bởi vì người đã tan nhập không gian biến mất không còn tâm tích, răng rắc, quân thường tiếu chặt nắm nắm tay, cái này có thể mạnh hơn vũ thánh người, hắn ghi vào trong thức hải, nhớ ở trong lòng phía trên, cũng hận hận thầm nghĩ, chờ ta mạnh lên ngày, chính là ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm, tiểu tử này thật bưu hãn a, liên tiếp bị trấn áp nhiều như vậy Trưởng cũng chưa chết, đi, đi, bởi vì quân thường tiếu tiến vào tinh vẫn đại lục cứ điểm, các lộ võ giả nại hắn không gì, chỉ có thể ào ào rời đi. Phốt quân thường tiếu lại phun một ngụm máu, khó khăn đứng lên, kéo lấy chật vật thân thể từng bước một đi hướng truyền tống môn, thân ái người tham dự, ngày một khi rời đi vị diện chiến trường, tinh vẫn đại lục địa bàn liền sẽ tiến vào ủy thác quản lý trạng thái, nếu như trong một năm không tiến vào, sẽ bị cưỡng ép xóa đi nha. Nữ tính hóa thanh âm nhắc nhở vang lên, quân thường tiếu dừng ở truyền tống môn trước, đưa lưng về phía vị diện chiến trường, nói, ta sẽ còn trở lại, hư, thân thể hư không tiêu thất, cứ điểm giờ phút này đã kéo dài đến mấy trăm mét. Cắm ở giữa viết có tin vẫn đại lục bốn chữ kỳ phiên tại ngay ngắn nghiêm nghị bên trong bay phấp với, chương 845, quá hoang uổng, tiêu sư đệ, chờ lát nữa đi tụ linh trận sao, có thể, lịch luyện tháp nơi cửa, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ đi tới, nhưng, ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc, vị diện chiến trường truyền tống môn lưu quan lấp lóe, quân thường tiếu lão đảo đi ra, sau đó chậm chậm chạp chạp mới ngã xuống đất bất tỉnh đi, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ nhất thời mộng, không tốt, tông chủ ngất đi, mau mau, đi dược đường tôn bất không đâu, tôn bất không đâu, toàn bộ vạn cổ tông trên dưới nhất thời loạn cả một đoàn. Giang tà chờ mấy tên trưởng lão gắt tay tại dược đường bên ngoài đi tới đi lui, trên mặt phủ đầy lo lắng, tiêu tội kỹ ngồi tại bậc thang trước, Long tử dương cùng lý thượng thiên mấy người cũng là vạn phần lo lắng. Lục thiên thiên tựa ở góc tường, con người trong suốt tuy nhiên y nguyên băng lãnh, nhưng khó nén cái kia xuất hiện một vệt sầu lo, kép, sơ qua, cửa phòng đẩy ra, ngụy lão cùng tôn bất không cúi đầu đi tới, rất có bác sĩ làm xong phẫu thuật bộ dáng còn kém đối với người bệnh người nhà ấy nấy nói ra thật xin lỗi chúng ta đã hết sức ngụy lão lý thanh dương trước một bước dò hỏi tông chủ không có sao chứ tuy nhiên hôn mê nhưng cũng không lo ngại ngụy lão nói mọi người nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm có điều ngụy lão nói cần phải tỉnh dưỡng một đoạn thời gian đinh hưng vượng ngưng trọng nói làm cho tông chủ rơi vào cái trọng thương mà về hạ tràng chiến trường bí cảnh này đến cùng khủng bố đến mức nào a à? chấm chấm chấm. quân thường tiếu hôn mê một ngày mới tỉnh lại tuy nhiên tại tôn bất không dược vật điều trị dưới thương thế được đến khống chế cũng có sức lực xuống giường nhưng kinh mạch bị hao tổn so sánh nghiêm trọng tạm thời không cách nào vận chuyển linh năng vấn đề không lớn có thời không bí cảnh tại sau khi tiến vào có thể khôi phục nhanh chóng lần này đi vị diện chiến trường tuy nhiên thì ngắn ngủi một cái nửa canh giờ lại làm cho quân thường tiếu ý thức được chính mình vẫn là quá yếu hệ thống an ủi không phải ký chủ yếu là cường giả quá nhiều mẹ nghĩ đến mình bị một tên vũ thánh luân phiên lấy trưởng ấn trấn áp quân thường tiếu liền nắm chặt quyền đầu nói quá mẹ nó biệt khuất hắn rất tức giận thù khẳng định cũng là muốn báo hệ thống đề nghị đem ép đáy hồng điểm cống hiến toàn phóng xuất ra mua một thân cực phẩm trang bị về vị diện chiến trường chơi hắn nha quân thường tiếu nói chờ hai cái sử thi nhiệm vụ hoàn thành, đột phá bán thánh lại đi báo thù rửa hận, hệ thống nghĩ là để hắn nhanh tiêu phí, sau đó khoái ý ân cừu, nhưng quân tông chủ muốn thì là, giải quyết một tên vũ thánh, khẳng định cần rất nhiều cống hiến, cùng như thế, không bằng ẩn nhẫn mấy tháng chờ khen thưởng cho, cảnh giới thăng lên lại tính sổ sách, quân tử báo thù 10 năm không muộn, quân thường tiếu nói, huống chi ta còn họ quân, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, hệ thống sụp đổ nói, cái này quân tử quân cùng ngươi họ có mau quan hệ két phòng cửa bị đẩy ra một bộ áo trắng như tuyết lục thiên thiên đi tới sau đó đem bác đặt lên bàn nói cái kia uống thuốc quân thường tiếu khóe miệng hơi rút may mà có thế xuống giường hành động cái này muốn để nàng chiếu cố chắc còn phải đánh lấy băng vải chính mình xuống giường uống thuốc lục thiên thiên nói vị diện chiến trường đã nguy hiểm như vậy tông chủ sao không chuẩn bị liệu thương đang đi vào liệu thương đang đối với bản tọa hiện tại cảnh giới không có tác dụng Quân thường tiếu nói, có điều, lục thiên thiên nói cũng là cho hắn nhắc nhở, vũ kỹ cái gì một mực tại đổi mới, có thể liệu thương đang còn thủy chung dừng lại trung phẩm tầng thứ, nhìn tới, quân thường tiếu thầm nghĩ, đến tìm cái thời gian thật tốt đổi mới khu mua sắm, hệ thống nói, nếu không phóng thích điểm cống hiến, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, quân thường tiếu trợn mắt một cái nói, ngươi bây giờ xui khiến ta tiêu phí, càng ngày càng phát rồ, ai, hệ thống nói, ký chủ tại chiến trường bên trong bị người khác ngược trong lòng ta cũng khó chịu cho nên bức thiết hy vọng ký chủ có thế có càng nhiều ác chủ bài có thế trở nên càng mạnh Má. hoa 50.000 điểm cống hiến mua cái này vi diện chiến trường truyền tống môn cái rắm dùng vô dụng ta còn không có tìm thấy chỗ gì tốt người nói một chút nha ngay từ đầu nghĩ là dựa vào truyền tống môn lẫn vào thế giới khác có thể các vị diện cứ điểm bị định nghĩa vì khu vực an toàn đi khác thế giới hoàn toàn không thể nào cái này 50.000 điểm cống hiến chết quá oan, không được, không được, quân thường tiếu chính là nghỉ một lát, liền cảm thấy lấy thịt đau đau lòng toàn thân đau, hệ thống không nói, tiến vào lần thứ hai giả chết hình thức, chấm chấm chấm, quân thường tiếu đi một chuyến thời không bí cảnh, sau khi ra ngoài thương thế được đến toàn diện khôi phục, sau đó, hắn đem tâm tư dùng tại tông môn kiến thiết phía trên, vị diện chiến trường truyền tống môn có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào, nhưng đơn giản là phó bản, tìm kích thích địa phương, tông môn phát triển vẫn như cũ là lúc này nhiệm vụ thiết yếu, lần sau đi vào có thể mang theo đinh lão bọn họ, đem đất bàn mở rộng, đem công huân cửa hàng kích phát ra tới. Quân thường tiếu thầm nói, tại vị diện chiến trường một phen chém giết, điểm cống hiến đã phá ngàn, hắn hiện tại đối có thế đổi lấy các loại võ đạo tư nguyên công huân cửa hàng rất chờ mong, đương nhiên, đinh lão mấy người cũng phi thường tò mò. Tông chủ đến cùng tại chiến trường bí cảnh trải qua cái gì, lại hội trọng thương hôn mê mà về. Ta thiên A, à, quân thường tiếu đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối thông báo, trong nháy mắt, ngồi ở trong đại điện đinh lão cùng gian tà bọn người từng cái trợn mắt hốc mồm, hoàng cấp nhiều như chó, bán thánh đi đầy đất, hình tượng này quả thực không dám tưởng tượng, ai, quân thường tiếu lắc lắc đầu nói, bổn tọa là bị một tên có thể so vũ thánh chữ địa cường giả đã thương, tông chủ, đinh lão ánh mắt nóng rực nói, ta có thể vào sao, hiện tại không được, quân thường tiếu nói, chờ qua một thời gian ngắn, bổn tọa mang các ngươi đi vào chung. Giang tà cùng ninh thị huynh để ánh mắt nóng rực lên. Tuy nhiên vị diện chiến trường phi thường khủng bố, nhưng là một tên võ giả, tự nhiên khát vọng truy cầu kích thích, khát vọng đánh với cường giả một trận. Đương nhiên, quân thường tiếu ngưng trọng nói, trong thời gian này các ngươi cần phải nỗ lực tu luyện, bởi vì một khi tiến vào chiến trường bí cảnh, liền là sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Vâng, giang tà mọi người đồng thanh, tan học về sau, quân thường tiếu đem tử lân yêu vương gọi qua nói khôi phục thế nào vẫn được tử lân yêu vương nói bảy tám phần có liễu uyển thi mỹ thực cung cấp có các loại dụng cụ thối luyện khoảng cách đạt tới phong ấn trước thực lực đã rất gần năm đó mấy tên vũ thánh liên thủ mới đưa chế phục tên này thực lực khẳng định rất mạnh quân thường tiếu tự nhiên hy vọng mang lên hắn đi vị diện chiến trường vì chính mình báo thù cũng mở rộng lãnh thổ tông chủ dạ tinh thần tới gặp nói ta có thể vào sao Quân thường tiếu hơi chút trầm ngâm, nói, nếu như ngươi có thế tại 10 tháng trong vòng đột phá Vũ Hoàng, tự nhiên sẽ mang ngươi đi vào. 10 tháng, dạ tinh thần nói, có chút độ khó khăn, hắn hiện tại cảnh giới đã đạt tới bác phẩm Vũ Vương tầng thứ, trừ hà vô địch bên ngoài, xem như trong các đệ tử cảnh giới cao nhất, có đầy đủ tư nguyên cùng các loại bí cảnh. 10 tháng đột phá đỉnh phong không có vấn đề, nhưng bước vào Vũ Hoàng thì đến cần đại lượng thời gian đến chồng chất thực giả tinh thần đột phá Vũ Hoàng là chắc chắn sự việc, dù sao kiếp trước từng đạt tới, đơn giản cũng là một lần nữa lại đi một lần, có thể cảnh giới cái đồ chơi này không chỉ cần phải cảm ngộ, còn cần thời gian, hắn hiện tại là cảm ngộ có, thì thiếu thời gian, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người muốn bước vào Vũ Hoàng, cảm ngộ cùng thời gian cũng cũng không thể thiếu, đang đột phá phía trên rõ ràng khó mà kịp dạ tinh thần, vấn đề không lớn. Có dịch cân kinh cùng ngũ hành giám thiên quyết, còn có cao phẩm chất linh căng cùng các loại tư nguyên, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Mẹ, quân thường tiếu nắm quyền đầu nói, chờ bản tọa dẫn người đi vào, chắc chắn đem vị diện chiến trường quái long trời lỡ đất. Chương 846, sơ soát cao dai khu mua sắm, lần này đi vị diện chiến trường, để quân thường tiếu minh bạch, loại địa phương này tuyệt không là một cái người có thế chơi đến mở, trừ phi thực lực đủ cường đại đến nghiền ép hết thảy, không quan hệ, lần sau có thể mang người đi huống chi cái kia nữ hệ thống cũng đã nói, càng nhiều người địa bàn mở rộng càng nhanh, đương nhiên, có tiến vào chiến trường kém chút về không được kinh nghiệm, quân tông chủ tự nhiên muốn bắt đầu phòng ngừa chu đáo, đầu tiên cân nhắc là dẫn người đi vào có thể, phải cam đoan an toàn, mà không phải thật để bọn hắn ở bên trong sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, hệ thống nói, ký chủ thiếu khuyết cao cấp liệu thương đan, cao cấp phù chú, cao cấp vũ khí trang bị, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép quân thường tiếu biết con hàng này là đang chào hàng nhưng nói mình thật đúng là thiếu nhưng thật muốn toại nguyện toàn lấy tới đến cần bao nhiêu điểm cống hiến đi lên chồng chất a huống chi lại không thể mượn vị diện chiến trường đi thế giới khác chỉ cần đem đất bàn mở rộng mở ra công huân cửa hàng nhìn xem bên trong có đồ vật gì thì đầy đủ không cần thiết tốn công tốn sức trước phát cao cấp liệu thương đang đi quân thường tiếu có quyết đoán thuần thục kéo ra sơ giai khu mua sắm hệ thống nói cao cấp như vậy đồ, vật, ký chủ muốn tại sơ giai khu mua sắm soát đi ra tuyệt đối không thể nào, cái kia ở nơi nào soát, cao giai khu mua sắm, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, quân thường tiếu trầm mặt, từ khi có mua sắm cao giai khu mua sắm năng lực đến nay, hắn thủy chung không có đổi mới qua, chủ yếu đổi mới một lần liền cần 10.000 điểm cống hiến trị, hệ thống nói, trước mắt trong cao giai thương thành thương phẩm, tuy nhiên nhìn qua cũng không tệ, nhưng chân chính có thế ký chủ cùng tông môn mang đến giúp đỡ cũng không nhiều, đề nghị đổi mới, mà không phải giữ lấy sang năm, tên này tại kích thích quân thường tiếu tiêu phí, bất quá, nói cũng có đạo lý, hiện tại trong cao giai thương thành thương phẩm trừ số ít đạo cụ, rất nhiều đều không phải mua sắm giá trị, ép nhiều ít điểm cống hiến. Quân thường tiếu nói, hệ thống nói, trong khoảng thời gian này, ta đã giúp ký chủ ép 70.000 nhiều điểm cống hiến giá trị, ít như vậy, quân thường tiếu cao mày nói, đệ tử song sinh tử bí cảnh, mỗi thông qua một cái cho một điểm cống hiến giá trị, bây giờ trôi qua rất lâu, mấy chục ngàn tên đệ tử tính toán mỗi lần thành công một nửa, nói ít cũng phải một trăm ngàn cất bước đi, hệ thống nói, đệ tử đẳng cấp càng ngày càng cao, vượt quan độ khó khăn hệ số càng ngày càng thấp, có nội môn đệ tử sẽ còn tổ đội mang đẳng cấp thấp đệ tử đi sông đơn giản hình thức, cho nên cũng không cho điểm cống hiến khen thưởng sinh tử bí cảnh là vạn cổ tông đệ tử dùng đến soát cấp nơi tốt, nhưng soát lâu, đẳng cấp cao, điểm kinh nghiệm cho hội càng ngày càng ít, điểm cống hiến thậm chí cũng không cho, tỷ như Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người. Lấy hiện tại phổ biến 7 tám phẩm Vũ Vương Tu Vi đi sông đơn giản hình thức, điểm kinh nghiệm cùng cống hiến toàn là không, dù là sông phổ thông hình thức, cho điểm kinh nghiệm cũng vô cùng ít ỏi, đi vào nhiều lần chưa hẳn đề bạc cảnh giới, còn khó khăn hình thức, tuy nhiên có thế thông quan, cho đại lượng điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến, có thể vạn cổ tông đệ tử không thể làm đến hoàn toàn vô hại thông quan, tính xuống tới cho cũng không nhiều, thì hiện tại, dựa vào sinh tử bí cảnh thu hoạch điểm cống hiến, chỉ có thể dựa vào mới nhập môn, cảnh giới tăng lên đệ tử, bởi vì bọn hắn đang soát cấp giai đoạn quan trọng, tốt a, quân thường tiếu nói, trước cho ta đến 50.000, đinh. Điểm cống hiến, 54480500000, đinh. Điểm cống hiến tràn ra, xoát, kéo ra cao giai khu mua sắm, Quân Thường Tiếu lại nhìn một chút, xác định không có nhất định phải mua thương phẩm về sau, liền cắn răng lấy ý niệm tiến hành xuống rồi, một khắc này tay đều đang run rẩy, đinh. Điểm cống hiến 44480500000, hao phí vạn điểm cống hiến giá trị về sau, trong cao giai thương thành thương phẩm đều bị thay đổi, bày biện ra đến vì, Hỗn Nguyên Thạch, cao cấp Long Viêm chi thuật, Bác Hoang phá thiên phủ, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Quân thường tiếu nhìn tiếp, mãi đến nhìn thấy tên là thượng phẩm liệu thương đang cách điều chế thương phẩm về sau, con mắt nhất thời sáng lên, nhìn, hệ thống nói, ta nói không sai chứ, quân thường tiếu điểm tại giới thiệu phía trên, đồ vật, thượng phẩm liệu thương đang cách điều chế, giới thiệu, mua sắm về sau, tự động phối đang dược các, thu hoạch thượng phẩm liệu thương đang luyện chế chi pháp, tác dụng, võ giả còn có một hơi tồn tại phục dụng luyện chế ra thượng phẩm liệu thương đang có thể khôi phục nhanh chóng khỏi hẳn. Ưu điểm, không chỉ có thể khôi phục thương thế, nhưng là cấp tốc bổ sung hao phí linh năng, từ đó trong nháy mắt đạt tới sung mãn trạng thái. Khuyết điểm, giới hạn vũ hoàng, vũ thánh tầng thứ võ giả, lại mỗi ngày chỉ có thể phục dụng một khỏa, giá cả, 10.000 điểm cống hiến trị, nhưng là khôi phục linh năng, quân thường tiếu vui vẻ nói, cái này là đồ tốt đây. Trung học phẩm liệu thương đang chỉ khôi phục thương thế, khi một người trọng thương lại tinh thần rã rời cũng giới hạn trong nguy hiểm tình huống bên trong, phục dụng cơ bản không có tác dụng gì. Thượng phẩm liệu thương đang có thể khôi phục thương thế cùng linh năng, chẳng khác nào trọng thương thời khắc, lập tức khôi phục trạng thái tiếp tục cùng địch nhân chém giết. Cái này phải mua, quân thường tiếu không sao cả cân nhắc, hoa 10.000 điểm cống hiến trị mua xuống. Theo đẳng cấp dần dần đề bạc, phương thức chiến đấu đa dạng hóa, võ giả chỉ phải bị thương bị thương, đều sẽ tổn thương kinh mạch tác động đến linh hạch khôi phục thương thế linh năng đang dược, quả thật đi ra ngoài làm việc, ẩu đã ẩu đã chuẩn bị chi vật, đinh, cách điều chế tự động phối đang dược các, ấn mở luyện chế giới thiệu, nhất thời xuất hiện hơn 50 loại tài liệu, ta đi, quân thường tiếu nói, đây cũng quá nhiều a, à. hiệu quả càng tốt đang dược, tài liệu cần thiết càng nhiều, chính là cơ bản thường thức có được hay không. Hệ thống nói, quân thường tiếu nói, hai cân thịt hai quả sung cơ thảo, luyện chế ra mạnh hơn sơ cấp mấy lần trung cấp thú đang giải thích thế nào cái này hệ thống không phản bác được tông chủ lê lạc thu đi tới nói Xung cơ thảo xa xa không đạt được thu thập tiêu chuẩn chắc chẳng mấy chốc sẽ đoạn hàng quân thường tiếu đang dùng trung cấp thú đang đánh hệ thống mặt ngươi thình lình đi ra đánh ta mặt mua sắm đường một mực tại mua sắm đại lượng sung cơ thảo cái đồ chơi này tuy nhiên khắp núi đầu đều là có thể trưởng thành kỳ là một năm thời gian lâu dài căn bản cung cấp không lên mà lại thanh dương quận con buông biết vạn cổ tông thời gian dài thu mua ngày ngày đi khai cuộc sung cơ thảo đều đại sơn đầu sớm đã bị đào khắp nơi trụi lũi quân tông chủ nỉ non nói phải nghĩ biện pháp làm đến bền bỉ cung cấp mới được thiết cốt sơn bên trong mấy trăm ngàn hung thú cần phải nuôi sống trung cấp thú đang tuyệt đối không thể xuất hiện đoạn hàng tình huống dược tài sự việc khẳng định phải đi tìm ngụy lão quân thường tiếu đi vào dược đường đem luyện chế thượng phẩm liệu thương đang dược tài nhóm đơn đưa tới nói cái này mấy chục loại dược tài bao lâu có thế trồng trọt đi ra dược tài hắn không có nhưng hạt giống có rất nhiều huống chi mua sắm đường một mực tại mua sắm chỉ cần có phẩm chất đều sẽ mua lại chứa đựng chuẩn bị bất cứ tình huống nào dùng quân thường tiếu lời nói giảng ta có thể chờ các loại cách điều chế xoát đi ra tuyệt không thể để cách điều chế các loại tài liệu còn phải nói hắn có dự kiến trước không phải vậy hiện tại lại phải vô cùng bối rối nghĩ biện pháp, đi chỗ nào tìm luyện chế thượng phẩm liệu thương đang tài liệu. Thực quân tông chủ cũng có thể đem hạt giống toàn trồng trọt đi ra giữ lấy dự bị, nhưng công trình thì mạnh mẽ, mà lại không biết nói đổi mới ra mổ cách điều chế cần tài liệu gì, cho nên chỉ có thể trước cấp hạt giống. Ngụy lão nhìn kỹ một chút, nói, tuy nhiên chủng loại phong phú, nhưng phẩm chất không tính quá cao, đại khái 3-4 tháng đi, trước hết trồng trọt một nhóm đi. Quân thường tiếu nói vị diện chiến trường có đẳng cấp hạn chế, đã định trước mang không bao nhiêu người đi vào, nhân thủ phân phối mấy khỏa đủ để, tạm thời không cần thiết tiến hành đại quy mô sinh sản. Ừ, đúng, quân thường tiếu nói, theo dược đường phân ra chút nhân thủ đến, đem thiết cốt sơn trồng sung cơ thảo, ngụy lão nhất thời mắt trợn tròn, nghiêm khắc trên ý nghĩa giảng, sung cơ thảo có điều phổ thông thực vật, căn bản không tính là dược tài, để dược đường thành viên đi trồng trọt cái đồ chơi này, tuyệt đối mất giá trị con người A. À quân thường tiếu mò sờ cầm, nói, có thể vạch ra một mảnh đồng cỏ, chuyên môn dùng để trồng trọt sung cơ thảo, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Ngụy lão khóe miệng co giật lên, hắn đã có thế tưởng tượng, chuyên nghiệp dược tài sư vung trồng sung cơ thảo hình ảnh, chương 847, cái này. Thì mua, dược viên cách đó không xa trên đỉnh núi, giả trư bội kỳ phóng thích linh năng, tới tới lui lui, khẩn khẩn chuyên cần chuyên cần khai hoang lấy. Nơi đây là dùng đến trồng trọt sung cơ thảo, dự tính trồng trọt hơn 2 triệu gốc. Tình huống bình thường, loại thực vật này trưởng thành chu kỳ là một năm, nhưng có hạt giống uẩn dục trì, lại có sung túc linh năng cùng dược tài sư bồi dưỡng, 2-3 tháng liền có thể thành thục, dùng đến cung cấp mấy trăm ngàn con hung thú không có vấn đề, nhiều nhưng là buôn bán. Chính là, nếu như có người ngoài biết được, vạn cổ tông hội loại sung cơ thảo, khẳng định làm bao người ngoát mồm đến mang tai, hết thảy an bài thỏa đáng, liền chờ dược tài thành thục. Quân thường tiếu dựa vào trên ghế ngồi, hai chân tréo ngoảy đắc ý thưởng thức trà. Hệ thống nói, ký chủ quên tại vị diện chiến trường bị một tên chữ địa cường giả lấy trưởng ấn dọa hoảng sợ. Ách, quân thường tiếu sụp đổ nói, có thế không đề cập tới không, ta vừa quên, thâm cừu đại hận, chỗ nào có thể quên. Hệ thống nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng chung quy vẫn là muốn đi báo thù, ta sẽ thời khắc nhắc nhở ký chủ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép quân thường tiếu hiện tại rất hoài niệm đối với mình yêu yêu đắc nữ tính hệ thống, vù vù, đột nhiên, một đợt tấn cấp chi thế từ bên ngoài truyền tới, ừm, quân thường tiếu ngẩng đầu, kinh ngạc nói, có người muốn đột phá vũ hoàng, chính tại ngoại viện tu luyện đệ tử cũng phát giác được, ào ào thuận khí thế phương hướng nhìn lại, cuối cùng xác định là đến từ hà vô địch gian phòng, chật chật, quân thường tiếu phẩm hớp trà nói, ta cái này mở cửa đệ tử, thực lực đề bạc rất nhanh, hà vô địch đột phá vũ hoàng, hắn cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, dù sao nắm giữ siêu thần phẩm linh căng, mà lại tu luyện cũng chăm chỉ, nhanh hơn ta, đang chuẩn bị tiến vào lịch luyện tháp giả tinh thần, mi đầu đột nhiên nhăn lại tới, hắn cũng không ghen ghét trong tông môn có đệ tử nhanh hơn mình một bước bước vào hoàng cấp, chính là triệu tập chính mình có thể hay không tại đi chiến trường bí cảnh trước, đột phá đến cấp độ này, vù vù, tấn cấp chi thế duy trì sơ qua, dần dần trở về bình tĩnh, két, cửa phòng mở ra, Quanh thân tràn ngập hoàn cấp khí thế Hà vô địch đi tới, con ngươi thấu phát so trước kia càng thêm sắc bén lộng lẫy. Chúc mừng Hà sư đệ đột phá vũ hoàng. Đi ngang qua đồng môn rối rít nói vui, trùng hợp, trùng hợp. Hà vô địch sờ lấy cái óc ẩn ý cười nói, đến từ thượng giới hắn, Thủy Trung biểu hiện vô cùng khiêm tốn cùng điệu thấp. Cái này cùng Vũ Đế trọng sinh giả tinh thần hình thành so sánh rõ ràng. Hà sư đệ, Lý Thanh Dương nói, tông chủ truyền cho ngươi đi đại điện. Từng chấm 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 trong đại điện quân thường tiếu ôm tay nói ngươi đã đột phá vũ hoàng qua một thời gian ngắn theo bổn tọa đi chiến trường bí cảnh đi chiến trường bí cảnh hà vô địch một mặt mờ mịt trong khoảng thời gian này vì đột phá vũ hoàng hắn thủy chung tại bế quan tu luyện cho nên cũng không nghe nói quân tông chủ nói nói đơn giản cũng là vị diện chiến trường vị diện chiến trường hà vô địch ánh mắt nổi lên kinh ngạc nơi này hắn nghe nói qua là ngư bức đại năng dựa vào thần thông mở ra chiến trường để các đại vị diện võ giả tiến vào bên trong chém giết lẫn nhau tông chủ hà vô địch nói chúng ta có thể đi vào tùy thời quân thường tiếu nói hà vô địch khóe miệng giật một cái thầm nghĩ không phải chỉ có bị chỉ định vị diện mới có tư cách tiến vào sao làm hắn đi vào hậu sơn nhìn thấy tương tự bí cảnh truyền tống vào miệng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ cái này nhất định là thất huyền thánh tôn dùng thần thông sáng tạo ra đến hết thảy không thể nào hiểu được sự việc Hà vô địch chung quy cưỡng ép não bổ, không thẹn với não bổ tổ ba người bên trong người nắm giữ. Chấm chấm chấm. Quân thường tiếu không chỉ có muốn dẫn đệ tử cùng trưởng lão đi, còn phải mang khế ước thú đi, cho nên đem tiểu long long cùng tiểu ma tiên gọi tới, căn dặn chúng nó nhất định muốn sử dụng có hạn thời gian đến cường hóa chính mình. Hừ, tiểu long long thản nhiên nói, chủ nhân mang ta đi liền đầy đủ, không cần mang một cái vướng víu. Ngươi nói ai là vướng víu? Tiểu ma tiên mắt hạnh trừng trừng, hung hăng nắm bắt thông linh mèo, nó tuy nhiên thống khổ, trên mặt lại giàu giặc hưởng thụ bộ dáng tới, nói ngươi đây, ngươi lặp lại lần nữa, vướng víu, vướng víu, vướng víu, chuyện quan trọng rồng rồng nói ba lần, biểu hiện vô cùng đàn ông, hệ thống nói, không hổ là ký chủ khế ước thú, chủ nhân, tiểu ma tiên đầy rẫy ủy khuất nói, cái này con rệp nhỏ lại khi dễ ta, quân thường tiếu nói, trước tiên đem lỏng tay ra, tiểu gia hỏa bị ngươi bóp thở không được, không có không có việc gì thông linh mèo thanh âm khàn khàn nói ngươi các ngươi tiếp tục trò chuyện ta ta nhưng là gánh vác được bành bành tiểu ma tiên bắt lấy nó ra sức hướng mặt đất quanh mấy lần hận hận nói ta rất phiền đừng nói chuyện a à, quân thường tiếu cái này theo độ nang tiểu gia hỏa giác tỉnh trâu bò ẩn tàng thuộc tính đây tiểu long long cùng tiểu ma tiên thực lực rất mạnh nhưng bác tự không hợp mỗi ngày không phải tranh cãi cũng là một đường đấu mồm, cho nên để quân tông chủ có chút đau đầu, cái này không, khuyên nửa ngày mới khiến cho cả hai tiếng vào ngưng chiến trạng thái, mới khiến cho tiểu ma tiên giày xéo thông linh mèo trước một bước rời đi, chủ nhân, tiểu long long trở lại chuyện chính, ánh mắt lạnh lẽo nói, ta sẽ thay đổi mạnh hơn, tiến vào vị diện bí cảnh, đem khi dễ ngươi cái kia gia hỏa ngược sống không bằng chết, vũ thánh, quân thường tiếu nói, có chút không dễ chơi, trấn áp chính mình chữ địa cường giả, theo bạo phát khí thế đến xem, rõ ràng mạnh hơn đinh hưng vượng cùng hàng thành chủ, không có việc gì, tiểu long long nói, ta có thể tiến hóa, hiện tại, vậy không được, phải đợi thời cơ, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, quân thường tiếu kéo ra cao dai khu mua sắm, khóa chặt tại cao cấp long viêm chi thuật phía trên, thầm nghĩ, cái này hẳn là có thể tiểu long long mạnh lên đi, cao cấp long viêm chi thuật là thú loại kỹ năng, áp dụng hỏa hệ hung thú, giá cả 10.000 điểm cống hiến trị cho tiểu long long đánh lên sơ cấp hỏa vũ chi thuật, thực lực đề bạc rất rõ ràng, cái này cấp trên cần phải càng mạnh a. Quân thường tiếu suy đoán nói, hệ thống nói, cao giai khu mua sắm thương phẩm chỉ có tốt, không có sai, ký chủ không cần cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp mua thì, đinh. Ký chủ tiêu phí 10.000 điểm cống hiến trị, thu hoạch được cao cấp long viêm chi thuật 1, đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ, đinh điểm cống hiến 34480500000, hệ thống, cái này. Thì mua, trước kia lúc ký chủ mua đồ, hắn luôn luôn chú ý trước chú ý về sau, trái lo phải nghĩ, bây giờ thuận miệng nói thì mua lại, hạnh phúc đến có chút đột nhiên, đinh, mua sắm long viêm chi thuật tự động phối linh thú cát, quân thường tiếu điểm tại giới thiệu phía trên, thú kỹ, cao cấp long viêm chi thuật, tác dụng, có thể để khế ước thú lĩnh ngộ cao cấp long viêm chi thuật kỹ năng, điều kiện, Hỏa hệ khế ước thú 11, hỏa hệ trung cửu phẩm hung thú tinh hạch 231.100 khỏa, hỏa hệ thấp cửu phẩm linh thú tinh hạch 030 khỏa, hỏa hệ trung cửu phẩm linh thú tinh hạch 010 khỏa. Quân thường tiếu lại điểm tại hỏa hệ khế ước thú phía trên, hiện ra tên là hỏa long. Cái này đại biểu, chỉ cần hỏa hệ tinh hạch đầy đủ, hoàn toàn có thể cho tiểu long long đánh lên cao cấp long viêm chi thuật. Hỏa hệ tinh hạch, mò sờ cầm, nói, nơi này tìm đâu, ngay tại lúc này thông qua cửa đại điện, quân thường tiếu nhìn thấy chính tiếng về linh thú đường tử lân yêu vương, sau đó cười ngoắc nói, tử đường chủ, tới đây một chút, bổn tọa có lời muốn nói với ngươi, tử lân yêu vương ngừng chân, trong lòng dâng lên không ổn, chấm chấm chấm, nhiều như vậy hỏa hệ tinh hạch, ta đi nơi nào tìm, các ngươi thú tộc nên có chính mình mộ địa, có thể phái thủ hạ đi qua thu thập nha, không được, loại địa phương kia, không được kinh nhờn, ba, Quân thường tiếu đem từng mai từng mai trang bị trung cấp thú đan không gian giới chỉ để lên bàn, nói, tử đường chủ, mời cần phải lấy thời gian nhanh nhất sưu tập hỏa hệ tinh hạch, minh bạch, tử lân yêu vương đứng dậy, thuận tay đem giới chỉ mang đi, lại không phải đi giết đồng tộc thu hoạch tinh hạch, chính là đi mộ địa tìm kiếm, ân. Vẫn là có thể tiếp nhận, ra đến đi lúc, quân thường tiếu lại nói, hệ khác tinh hạch có thể mang một ít cũng mang một ít, chương 848, tiền bất đa tinh hạch sự việc giao cho tử lân yêu vương về sau quân thường tiếu đem tâm tư thả tại quản lý trên tông môn liệu thương đang có sau đó cân nhắc là có thể hay không tại nhiệm vụ kết toán trước để đệ tử làm đến càng nhanh đột phá đâu cái này đột phá là chỉ hoàn cấp vị diện chiến trường cường giả rất nhiều đệ tử nếu như tiến vào bên trong cùng bọn hắn giao thủ tự nhiên so sinh tử bí cảnh càng có tính khiêu chiến mà lại đã muốn đem nơi này quấy long trời lỡ đất tuyệt không phải mấy người thì có thể làm được nếu như mang lên mấy trăm hơn ngàn hoàng cấp đi khi dễ bọn họ hình ảnh khẳng định đẹp như tranh vẽ lý thanh dương các đệ tử khoảng cách đột phá đỉnh phong vũ vương cũng nhanh chỉ dựa vào tự thân lĩnh ngộ chắc cần thời gian rất lâu quân thường tiếu nỉ non nói nếu có vũ hoàng đang liền tốt hệ thống nói chỉ cần ký chủ bỏ được dùng điểm cống hiến cái gì cũng sẽ có có điều nó nghĩ một lát nói tiền đề phải đi soát cao dai khu mua sắm xéo đi quân thường tiếu trợn mắt một cái cao giai khu mua sắm loại này cao tiêu phí địa phương, không có mấy trăm ngàn hơn một triệu điểm cống hiến, xoát lên một chút lực lượng đều không. Ai, quân thường tiếu thở dài nói, đi một bước nhìn một bước, đẳng cấp đề bạc loại chuyện này, còn phải từ từ sẽ đến, một hơi ăn thành bàn tử cũng không quá hiện thực. Tông chủ, Lý Thanh Dương nói, tiền tống bảo tới, ta còn tưởng rằng tiểu tử này nửa đường thay đổi đây, thực thần giải đấu lớn kết thúc có một hồi, tiền tống bảo thủy chung không có tới vạn cổ tông đưa tin, Quân Thường Tiếu suy đoán khả năng bị phụ thân ngăn cản, đi an an tĩnh tĩnh làm một cái phú nhị đại. Chấm, chấm chấm. Trong đại điện, Tiền Tống Bảo ngồi tại dưới, hắn không đến một mình, còn theo một cái bụng lớn tiện tiện trung niên béo đại thúc, bởi vì ăn quá béo, con mắt đều nhanh híp thành một đầu dây. Vị này là Quân Thường Tiếu đi tới dò hỏi, Tiền Tống Bảo vừa muốn chuẩn bị giới thiệu, trung niên đại thúc chấp tay nói, bỉ nhân, tiền bất đa, xoát quân thường tiếu lấy xếp đánh không kịp bưng tay chi thế ngồi tại tiền bất đa bên cạnh thân thiết vương tay ra gần nhất ta tông có cầu vồng xuất hiện bổn tọa còn đang suy đoán là vì sao bây giờ mới biết được nguyên lai like sau đó không lâu ngày hôm nay tiền gia chủ sẽ đến đến nhà bái phỏng hệ thống lý thanh dương tiền bất đa tuy nhiên cũng có chút ngạc nhiên nhưng dù sao trải qua mưa to gió lớn cười nói quân tông chủ con ta có thể gia nhập vạn cổ tông là hắn đời trước tu tới phúc khí về sau thì làm phiền ngươi nhiều quan tâm, ba, vừa nói xong, thả xuống mai không gian giới chỉ, nói, nơi này có ngân phiếu 500 vạn lượng, thiên nhiên linh thạch 20.000 quả, lấy làm nhập môn phí dụng, nhi tử như thế hào, làm cha quả nhiên hào vô nhân tính, tiền gia chủ, bao nhiêu tuổi, qua tuổi 40, quân thường tiếu chấp tay nói, quân mổ chỉ là chừng 20, thì lấy đại ca xưng hô, tiền bất đa nghe hắn kiểu nói này, liền vừa cười vừa nói, vậy thì đại ca từ nay về sau cứ lấy huynh đệ mà xưng. Đại ca, huynh đệ, hệ thống đậu đen rau muốn nói, muốn hay không đem thanh long yển nguyệt đao xuất ra tế ra quan nhị gia, hai người các ngươi kết bái làm dị tính huynh đệ, ý kiến hay, hệ thống, chấm chấm chấm. Tiền bất đa lần này đến đây, một là đưa nhi tử thêm vào vạn cổ tông, thứ hai là muốn nếm thử thực thần giải đấu lớn vô địch liễu uyển thi nấu đồ ăn, cho nên, trong lúc nói chuyện với nhau liền đem sự việc nâng lên phía trên này quân thường tiếu còn thuận nước đẩy thuyền đại ca đường xa mà đến huynh đệ ta đã chuẩn bị tốt tiệc trụ bày tiệc mời khách mời mời quân tông chủ mang theo hắn đi vào chính mình ở lại đình viện đem địa điểm dùng bữa an trí ở trong đại điện như là chu trưởng lão cùng chân trưởng lão loại này chứng nhận quán phương diện cao tầng cũng chỉ là để bọn hắn đi căng tin ăn đem tiền bất đa an trí nơi đây đã nói lên đối đại ca vô cùng tôn trọng mang thức ăn lên quân thường tiếu đánh cái búng tay sớm nhận được mệnh lệnh nhất hắc nhị hắc bưng mỹ thực đi tới rất nhanh bày đầy toàn bộ bàn ăn xoay mặn chua ngọt cay không thiếu gì cả đồ ăn dân đủ về sau tiền bất đa không có vội vã động đũa mà chính là nhẹ nhàng ngửi một chút nói mùi vị không tệ tiền tống bảo ngạc nhiên phụ thân tại phương diện ăn uống so với chính mình còn kén ăn bây giờ nếm đều không nếm thì khen lên thật là có chút bất ngờ quân tông chủ khiêm tốn nói cơm rau dưa để đại ca chê cười Tiền bất đa nói, huynh đệ, vẻn vẹn cái này để người ta thèm nhỏ giải mùi vị, đã đáng dùng mấy trăm ngàn đến ngửi một chút. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quân thường tiếu khóe miệng co giật, quả nhiên, thế giới của kẻ có tiền, cái gì đều được dùng tiền để cân nhắc, xoát, tiền bất đa vung tay lên, lấy ra bản thân chuyên môn phân phối bộ đồ ăn, theo màu sắc đến xem, tuy nhiên không phải hoàng kim, nhưng khẳng định so với trân quý hơn. Quân tông chủ bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, muốn hay không tiếp thu hệ thống đề nghị, đem thanh long yển nguyệt đao gọi ra, cùng hắn kết bái làm huynh đệ, tiền bất đa đem bộ đồ ăn gạt ra, sau đó dơ đũa lên kẹp một khối thịt kho tàu, làm đặt ở bên miệng trong nháy mắt, cả người ngay ra như phỏng đứng tại nguyên chỗ, đúng vậy, linh hồn bay lên, bữa cơm này ăn hết, tiền gia chủ biểu hiện trên mặt gió dục mây vần, biến hóa đa dạng, đặc sắc xuất hiện, ba, uống một ngụm canh về sau, hắn đem cái muỗng để xuống, ngưng trọng nói, huynh đệ, có thế tại quý tông nếm đến như thế nhân gian mỹ vị, đại ca đời này chết cũng không tiếc. Ba, không gian giới chỉ đập vào trên bàn cơm, nói, trong này còn có 20.000 khỏa thiên nhiên linh thạch, vì huynh đệ khoản đại phí. Đại ca, quân thường tiếu nói, ngươi coi ta là ngoại nhân, cũng thế, tiền bất đa đem không gian giới chỉ thu hồi, chấp tay nói, huynh đệ ở giữa nói tiền tổn thương cảm tình, quân thường tiếu khóe miệng hơi rút, ta chính là khiêm tốn một chút, hắn làm sao thật sự không khách khí lấy về huynh đệ, tiền bất đa nói, ta tiền gia gần nhất tại Bách Khâu Sơn Mạch chỗ sâu phát hiện một mảnh quy mô còn coi như khá linh thạch khoáng mạch, cần ta trở về chủ trì đại cục, thì xin cáo từ trước, quy mô còn coi như khá linh thạch khoáng mạch, quân thường tiếu con mắt lóe sáng lên, sau đó ngưng trọng nói, Bách Khâu Sơn Mạch bên trong hung thú trải rộng, nguy hiểm trùng điệp, đúng vậy a, à. tiền bất đa nói, khai thác độ khó khăn rất lớn, cho nên phải nhanh về gia tộc nghĩ biện pháp, đại ca, quân thường tiếu chấp tay nói, nếu như cần ta vạn cổ tông giúp đỡ huynh đệ khẳng định vui lòng hiệp trợ khoan hãy nói thật cần muốn giúp đỡ tiền bất đa nói huynh đệ có thể hay không phái ít cao thủ theo ta tiền gia thăm dò đội tiến vào bách khâu sơn mạch ách quân thường tiếu có chút mộng chính mình tuy nhiên đối linh thạch quán mạch rất tâm động nhưng vừa mới nói đơn giản lời khách sáo vẫn là nói hắn lần này đến đây cũng không phải là đưa nhi tử cũng không phải tới dùng cơm thì là cố ý đến ta vạn cổ tông tìm kiếm giúp đỡ đương nhiên, tiền bất đa nói, hiệp trợ phí cũng không thiếu, đại ca, lúc nào đi, nửa tháng sau, phiến khoáng mạch này chỉ có người nhóm tiền gia biết, tạm thời thì ta tiền gia biết, không có vấn đề, quân thường tiếu nói, nửa tháng bổn tọa lại phái cao thủ tiến về, đa tạ, người ta là huynh đệ, nói cảm ơn liền khách khí, con hàng này vừa rồi không nói nói đến tiền là hách khí, là sợ đối phương không khách khí liền hiệp trợ phí cũng không cho. Chương 849, đề khó cách làm dễ tiền bất đa lần này đến đây vô luận đến cùng vì cái gì quân thường tiếu khẳng định phái người tới hiệp trợ khai thác linh thạch quán mạch dù sao hào sản như vậy cho hiệp trợ phí khẳng định cũng không ít huynh đệ trước sơn môn tiền bất đa đứng ở trước sơn môn chắp tay nói quyển tử thì nhờ ngươi đại ca xin yên tâm quân thường tiếu nói huynh đệ nhất định sẽ đem hắn bồi dưỡng thành đối với xã hội hữu dụng nhân tài trụ cột cáo từ cáo từ tiền bất đa vội vàng đến vội vàng đi đưa mắt nhìn hắn đi về sau, quân thường tiếu vì tiền tống bảo làm nhập môn thủ tục, cũng đem giao cho liễu uyển thi. Tiểu nha đầu rất có sư phụ bộ dáng, nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đồ ăn đường thành viên, về sau mỗi ngày dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cái kia, tiền tống bảo sụp đổ nói, ta rất lười, lười cũng muốn làm, không phải vậy không có cơm ăn. Liễu Uyển Thi nói, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, tiền tống bảo nhất thời khóc không ra nước mắt, bất quá. Nghĩ đến nếu như không được ăn liễu uyển thi nấu cơm, chính mình đến vạn cổ tông lại có ý nghĩa gì? Tốt a, à, thỏa hiệp nói, ta thử một chút, bành, ngày thứ hai, chính đang say ngủ bên trong tiền tống bảo nhất thời theo cửa sổ bay ra, sau đó phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Ba, bàn chân để trần tiểu ma tiên vỗ tay đi ra, nói, nắng đã chiếu đến biết, còn đang nằm mộng, nhanh căng tin làm việc. Tiền tống bảo toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh đứng lên, nhìn lên trời sắc vừa mới tảng sáng liền sụp đổ nói mặt trời còn chưa mọc đâu ai nha tiểu ma tiên níu lấy cổ áo của hắn mặt lạnh lùng nói ngươi là đang chất vấn bản nữ vương nói chuyện sao oanh oanh không bao lâu tiền tống bảo mặt mũi bầm dập đi vào căng tin đã dung nhập vạn cổ tông lâm diệu chỉ mấy cái tràn đầy nguyên liệu nấu ăn sọc lớn nói đi đem đồ ăn rửa sạch sẽ đây cũng quá nhiều a à. bành vừa dứt lời tiểu ma tiên xuất hiện tại sau lưng hắn một quyền đánh vào trên đầu nói cho ngươi đi liền đi đừng nói nhảm cốt cốt tốt tiền tống bảo vội vàng nâng lên nguyên liệu nấu ăn rời đi ngày đầu tiên lượng công việc không nhiều cũng chính là mỗi lần trước khi ăn cơm phụ trách rửa rau nhưng khi làm xong về sau hắn liền nằm ở trên giường dường như tê liệt khóc chồng nói cha ta muốn về nhà luôn chiều từ bé tiền tống bảo rất khó thích ứng vạn cổ tông sinh hoạt chỉ là may ra có tiểu ma tiên phụ trách giám sát bị ngược vài ngày sau có thế đúng lúc dậy sớm đúng lúc đi nhà bếp giúp đỡ làm việc thời điểm tiểu gia hỏa biểu lộ là sụp đổ. Lúc ăn cơm, tiểu gia hỏa biểu lộ là mặt mày hớn hở. Cuối cùng, đồ ăn đường tiến một bước hoàn thiện. Liễu Uyển Thi cùng Âu Dương Tuấn phụ trách tay cầm muôi, Mã Vĩnh Ninh cùng Lâm Diệu phụ trách thái thịt, nhất hắc nhị hắc chờ thành viên phụ trách làm việc lặt vặt, còn tiền tống bảo, còn trước phụ trách rửa rau, chờ thay đổi cần mẫn sau lại để hắn vào bếp. Chấm chấm chấm. Dược đường người cũng không có nhàn rỗi, tại giả trư bội kỳ khai khẩn đi ra đồng cỏ phía trên, bắt đầu trồng thực sung cơ thảo. Cái đồ chơi này không có gì bồi dưỡng kỹ thuật hàm lượng, trồng tốt sau không cần ngày ngày nhìn chăm chăm, ngẫu nhiên qua tới nhổ cỏ bón phân là được. Ngụy lão mang mấy tên nòng cốt đem tâm tư trọng điểm đặt ở quân thường tiếu cho mấy chục loại dược tài phía trên, cho nên bắt đầu ở vườn thuốc tăng giờ làm việc công việc lưu bù lên. Vài ngày sau, tử lân yêu vương trở về, mang đến đủ nhiều tinh hạch, xoát, quân thường tiếu kéo ra linh thú cát, điểm tại cao cấp long viêm chi thuật phía trên, đằng sau lĩnh ngộ hai chữ đã sáng lên, lăn đi, thì không lăn đi, nội viện trên diễn võ trường, tiểu long long cùng tiểu ma tiên hai cái oan gia lại gặp, lại bắt đầu thường ngày tranh cãi, loại tình huống này rất phổ biến, cho nên phụ cận đi ngang qua đệ tử cũng không có tới khuyên ngăn, tin hay không, ta hiện tại thì đánh ngươi. Tiểu long long âm thanh lạnh lùng nói, đánh ta, tiểu ma tiên kinh thường nói, ngươi không có năng lực này, ngươi. Tiểu Long Long cưỡng chế lửa giận, nói, hảo nam không cùng nữ đấu, không thèm để ý ngươi. Nói xong, chuyển thân đi hướng ngoại viện, nhưng vừa đi chưa được hai bước, thân thể đột nhiên cứng ngắc xuống tới, thức hải hiện lên một cuồng cuộn lạ lẫm tin tức. Loại cảm giác này, nó từng trải qua, cho nên khôi phục thần trí về sau, đần độn u mê nói, ta vừa học một loại kỹ năng, vù vù, quanh thân hỏa diễm bạo phát, kích phát ra hình thái thứ hai. Tiểu ma tiên cho là hắn muốn động thủ, sau đó mũi chân điểm một cái bay đến không trung, cùng sử dụng vũ dực bao phủ chính mình, liền muốn thi triển mạng thiên phi vũ, xoát, đột nhiên, tiểu long long cũng bay lên, hai tay theo hỏa diễm bên trong dò ra, khóa chặt ở phía dưới, quát, long viêm phong bạo, vù vù, phía dưới diễn võ trường không gian dập dần, một cuồng cuộn hỏa hệ năng lượng xuất hiện, sau đó bốc lên hỏa diễm, cũng tại nguyên chỗ không ngừng xoay tròn, dần dần lan tràn lên phía trên, nhất thời hình thành vòi rồng chi thế, tạch tạch tạch, theo hỏa diễm cường độ không ngừng tăng lên, theo xoay tròn tốc độ tăng tốc toàn bộ diễn võ trường nhất thời bị chưng nướng đỏ bừng từng khối bàn đá tức thì bị toàn bộ bốc hơi vừa điểm xuống lĩnh ngộ cái nút quân thường tiếu cảm thụ nội viện truyền đến sao động hỏa diễm vội vàng bay ra ngoài nhìn thấy diễn võ trường bị phá hư hầu như không còn chính là sụp đổ nói ngừng 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 giác hỏa diễm nhất thời nhược hóa đạp tiểu long long rơi vào đầy đất cháy đen mặt đất không dám tin nhìn lấy chính mình hai tay nói kỹ năng này thật là khủng khiếp nó vận dụng hỏa diễm chi lực chỉ có hai ba thành mà thôi nếu như toàn diện bạo phát đừng nói diễn võ trường toàn bộ nội viện cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn trải qua kiểm tra về sau cao cấp long viêm chi thuật không chỉ có uy lực khủng bố phạm vi công kích cũng cực lớn cái này muốn tại vị diện chiến trường la đến bao nhiêu chữ hoàng cường giả thì chết bao nhiêu ta đã có chút không kịp chờ đợi quân thường tiếu ánh mắt nóng rực càng nghĩ đến bị chữ địa cường giả trấn áp một màn hận không thể hiện tại thì mang đinh hưng vượng, tử lân yêu vương, hai cái khế ước thú cùng gian tà bọn người tiến về chiến trường, tìm tới cái kia gia hỏa đem ngược sống không bằng chết, đốt cháy khu vực, nội vụ tổng quản lý thanh dương chính tại thống kê tổng thất. Chấm chấm chấm. Tiểu Long Long thu hoạch được Long Viêm chi thuật kỹ năng, quy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ có tại giết hại vì chiến trường chính mới có thể hoàn mỹ bày ra. Quân thường tiếu muốn chờ sự thi nhiệm vụ kết toán sau mới quyết định đi vào, cho nên đã định trước một lát không cách nào thể hiện, tử đường chủ. Một ngày nào đó, hắn ra lệnh nói, tiền gia chủ tại Bách Khâu Sơn Mạch phát hiện một mảnh linh thạch quán mạch, người mang ngưu lão bọn người đi qua hỗ trợ đi. Bách Khâu Sơn Mạch, tử lân yêu vương nghe vậy, con ngươi nhất thời nổi lên lãnh ý, làm sao? Quân thường tiếu nói, tử lân yêu vương trầm giọng nói, Bách Khâu Sơn Mạch ở một đầu có thể so vũ thánh linh thú tự xưng Bách Khâu Đại Vương, năm đó ta từng đi chiêu hàng, nhưng bị cự tuyệt thật sao quân thường tiếu nhíu mày tới đáp ứng tiền bất đa đi giúp hắn đào quán mạch liền nghĩ để tử lân ra mặt dù sao có yêu vương thân phận bây giờ bên trong có cái cũng không phục hắn cường đại linh thú vấn đề liền có chút khó giải quyết đã như vậy quân thường tiếu nói đưa nó cầm xuống là được tử lân yêu vương ngưng trọng nói cái này bách khâu đại vương thực lực cường hãn lại vô cùng giảo hoạt muốn hàng phục sợ là rất khó nhìn lấy ngươi lúc trước đi chiêu hàng hoặc là ăn thiệt thòi hoặc là không có chiếm được tiện nghi. Quân thường tiếu nói, hừ, tử lân yêu vương âm thanh lạnh lùng nói, ta lúc đó mới từ thượng giới xuống tới, tu vi cùng thực lực mức độ lớn hạ xuống, nếu không, một cái ngón tay liền có thể bóp nát nó, hiển nhiên, quân thường tiếu đoán đúng. Tên này đi chiêu mộ bách khâu đại vương không những không thành công, khẳng định ăn quả đắng, liền tử đường chủ đều không làm gì được. Quân thường tiếu mò sờ cầm, nói, nếu như đem cái kia bách khâu đại vương hàng phục, tất nhiên là nhất đại lực cánh tay đây. Chấm chấm chấm. Vài ngày sau, Bách Khâu Sơn Mạch ngoại vi, quân thường tiếu cất bước đi tới, tại hắn sau lưng có hai cái khế ước thú, có đinh lão, công tôn hạo hải, giang tà chờ cao tầng, cũng có tiết nhân quý, đào nguyên thống lĩnh 5.000 danh chiến cưỡi đường thành viên, cùng Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ chờ đệ tử hạch tâm, đồng hành còn có tiền bất đa cùng tiền gia cao thủ. Khi bọn hắn mỗi lần nhìn thấy trận này, liền sụp đổ thầm nghĩ, không phải liền là đi khai hoang linh thạch quán mạch à, còn như thế chuyện bé xé ra to sao? Chương 850, bổn tọa lễ gặp mặt, ngươi còn hài lòng. Bách Khâu Sơn mạch phi thường bao la, kéo dài sâu chuỗi mấy cái châu, nhưng chân chính nguy hiểm địa phương là chỗ sâu nhất, bởi vì bên trong được vinh dự hung thú thiên đường. Tuy nhiên tồn tại rất nhiều dược tài cùng khoáng thạch các loại tư nguyên, nhưng trên cơ bản không ai dám đến thu thập, mà lại Bách Khâu Sơn mạch có cái kỳ quái chỗ, chỉ cần võ giả đi vào hung thú liền sẽ tập thể công kích, dường như được đến mệnh lệnh nào đó, có quan hệ nơi đây, quân thường tiếu nghe nói qua, mãi đến theo tử lân yêu vương trong miệng biết được bách khâu đại vương, liền suy đoán nhân loại bị lọt vào hung thú quần tập thể công kích, hẳn là nó trong bóng tối thao túng, xa xa xa, núi rừng tối tăm, 5.000 tên chiến kỵ đường thành viên dẫm tại ẩm ướt trên mặt đất, bảo trì đầy đủ khoảng cách từng bước một mà đi, đi qua tiếp nhân quý cùng đào nguyên huấn luyện, bọn họ tựa như hóa thân từng người từng người tại rừng cây tác chiến đặc chủng binh, huynh đệ, tiền bất đa khen, ngươi những đệ tử này không đơn giản a, à. hắn tiền gia cũng mang đến không ít cao thủ, có thể vẻn vẹn cùng chiến kỵ đường thành viên so sánh thì so ra kém cỏi, tạm được, quân thường tiếu khiêm tốn nói, tông chủ, giang tà dừng lại, nói, hơn 20 dặm bên ngoài có một đám sói thú, quy mô đại khái tại năm sáu ngàn đầu, cảnh giới, quân thường tiếu lúc này hạ lệnh, xoát, Xoát, chiến kỵ đường thành viên ào ào bạo phát khí thế, cũng trước người ngưng tụ thực chất hóa áo giáp màu đen. Tốc độ này, hiệu suất này, không có đi qua lâu dài nghiêm khắc huấn luyện, tuyệt khó tại thời gian ngắn hình thành. Cạch, tiêu tội kỹ đã dựng lên AVM súng bắn tỉa, cổng lên còn mang theo thần cải cách hỏa tiễn đây. Chính là, tại vạn cổ tông trên dưới tiến vào tình trạng báo động, tiền gia một tên cao thủ còn thầm nói, trong núi rừng có hạn chế linh niệm lan tràn cấm chế tồn tại hắn có thế kéo dài đến 20 dặm, người khác kéo dài không, gian tà có thế, bởi vì nắm giữ nguyên thần chi thể, từ khi tại thập phương tuyệt mệnh tháp kế thừa cái này cái thể chất, hắn linh niệm phương diện càng cường đại, dù là thân ở có rất nhiều hạn chế tối tâm sơn lâm, vẫn như cũ có thể thăm dò rất xa, Lý Thanh Dương bọn người tu luyện sau khi, cũng tại thời khắc cường hóa thể chất, bây giờ cơ bản gặp lần đầu hiệu quả, tỉ như tiêu tội kỹ. Trong đan điền đại hoang chi địa đã thực chất hóa, Tuy nhiên quy mô rất nhỏ, nhưng hình thành lực lượng đã bắt đầu đề bạc tự thân phòng ngự. Mỗi ngày thân thể thối luyện về sau, đều có thể rõ ràng cảm nhận được bắp thịt, huyết mạch thậm chí mỗi cái lỗ chân lông đang biến hóa, lại tỉ như chu hồng, kế thừa hóa kiếm chi thể, đối kiếm đạo lý giải ngày càng gia tăng mãnh liệt. Dù là thân ở Thái Huyền Thánh Tông nằm vùng Tô Tiểu Mạc, cũng tại thời thời khắc khắc lĩnh hội cùng phong chi thể, muốn nói thích nhất, còn phải là dạ tinh thần, kế thừa linh mạch chi thể về sau, thu lấy linh năng tốc độ đề bạc, càng phối hợp các loại võ đạo công trình cùng hai loại tâm pháp, cảnh giới tốc độ tăng lên mỗi ngày đang gia tăng. Những thứ này đến từ thượng của thời đại thể chất, tuy vô pháp trong ngắn hạn cho mọi người mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, nhưng theo không ngừng lĩnh ngộ, cảnh giới không ngừng tăng lên, mang đến chỗ tốt khẳng định phi thường lớn. Chấm chấm chấm. Ngao ô, ngao ô, sau một thời gian ngắn, nơi núi rừng sâu xa truyền đến trận trận tiếng sói tru, một nát trong không khí tràn ngập ra ngay ngắn nghiêm nghị, tiền gia cao thủ nhất thời khẩn trương lên, xoát, xoát, ngay tại lúc này, tối tâm trong bụi cỏ thoát ra một cái thể trạng to lớn, lông tóc hiện lên màu nâu sói thú, con người lấp lóe thất thải quan mang, thất thải lan, một tên tiền gia cao thủ hoảng sợ nói, quân thường tiếu nói, loại này sói thú muốn mạnh hơn cụ phong lan đây, đạp, 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 sơ qua, từng đầu có thể so với vỏ tông tầng thứ thất thải lan theo chỗ tối đi tới số lượng dần dần đạt tới mấy ngàn con bên trong còn có mấy chục con không kém gì vũ vương tầng thứ dưới tình huống bình thường đạt tới linh thú cấp bậc sói thú chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất hiện bây giờ tập hợp hợp lại cùng nhau khẳng định tồn tại mờ ám gia chủ một tên tiền gia cao thủ trầm giọng nói có hơi phiền toái lấy hắn tu vi không kiên kỵ bầy sói nhưng cái này mới mới vừa tiến vào chỗ sâu liền bị như thế nhầm vào, đằng sau khẳng định nguy hiểm hơn. Nhân loại, đột nhiên, nơi xa trên nọn núi truyền đến âm u thanh âm, các ngươi hôm nay đều muốn chết, tiền gia bọn người ào ào ngẩng đầu, thì thấy phía trên đứng thẳng một đầu thể trạng càng lớn, vi phong lẫm liệt thất thải lan, sau đó cả kinh nói, thất thải lan vương, đầu này đại gia hỏa thực lực, theo thấu phát khí tức nhìn, cũng không kém hơn một đầu vũ hoàng, tiền gia võ giả nhất thời có chút hoảng, loại tầng thứ này linh thú, lấy thực lực bọn hắn chưa hẳn đánh qua, khạch khạch kiệt, thất thải Lan vương cười quá dị nói, cố ý để đám nhân loại kia tiến đến, không nghĩ tới sẽ dẫn đến nhiều như vậy, nghe đến đó, tiền bất đa sắc mặt đại biến, hắn mới vừa rồi còn buồn bực, bách khâu sơn mạch đã như vậy nguy hiểm, chính mình phái đi thăm dò đội làm sao tiến đến lại thế nào phát hiện mỏ quặng, nghe Lan vương nói liền minh bạch, cái này là cố ý thiết lập hạ bẫy rập, chờ mình đến chui, chật chật, quân thường tiếu gặm một ngụm táo, nói, ngươi cái này linh thú có chút giả hoạt, Tử Lân Yêu Vương khinh thường nói, cái dạng gì chủ tử, thì có cái gì dạng thủ hạ, không có gì lạ." Ừm, Thất Thải Lang Vương nghiêng đầu đi, cười lạnh nói, "Đây không phải năm đó bị nhà ta Đại Vương đánh chạy gia hỏa a, làm sao còn dám đến đâu?" Tử Lân Yêu Vương nhất thời nắm chặt nắm đấm, nhớ tới năm đó, Bách Khâu Đại Vương dựa vào thủ đoạn hèn hạ đem chính mình âm, hỏa khí thì ép không được, nhìn lấy đầu này Lang Vương cũng là cái kia gia hỏa thủ hạ như thế cũng coi như địch nhân, cũng không cần phải thủ hạ lưu tình. Răng rắc, quân thường tiếu lại gặm một ngụm táo, một bên nhai một bên khu tay nói, toàn giết, bành, ầm ầm, vừa dứt lời, đinh tai nhức ốc nổ vang truyền đến. Tiền gia cao thủ nhất thời bị chấn động đến hoảng sợ thất sắc, sau đó dần dần mở to hai mắt, bởi vì bầy sói hội tụ mảnh đất, cùng phong bay múa, lăn lộn khói bụi hình thành cây nấm hình dáng hướng lên khoảng không kéo dài. Cái này, tình huống như thế nào, dần dần, hết thảy bình tĩnh lại, to lớn hố sâu phơi bày ra, hội tụ vào một chỗ mấy ngàn con sói thú biến mất, đầy đất tảng mát tinh hạch, xoát, tiêu tội kỹ đem hỏa tiễn họng pháo chống đỡ tại trên mặt đất, bắt đầu bổ sung năng lượng đạn pháo, vạn cổ tông trên dưới một mặt bình tĩnh, tiền bất đa cùng tiền gia cao thủ còn ngây ra như phỏng đứng tại nguyên chỗ, thất thải lang vương cũng mắt trợn tròn, con ngươi nổi lên hoảng sợ, nó vốn định mệnh lệnh thủ hạ khởi xướng tiến công, đem đám nhân loại kia xé thành mảnh nhỏ, có thể trong khoảnh khắc lại bị oanh toàn quân bị diệt cái này nội dung cốt truyện hoàn toàn không đúng nhanh nhanh quyết định xoát thất thải lang vương tại thời gian nhanh nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất quay người liền muốn theo nơi núi rừng sâu xa chạy trốn có thể vừa vừa quay đầu lại chỉ thấy đinh hưng vượng cùng công tôn hạo hải một cái ngồi tại thạch đầu phía trên một cái tựa ở trên vách núi đá ông lấy tay mỉm cười hai người kia loại lúc nào xuất hiện làm sao một chút cũng không có phát giác được xoát không kịp cân nhắc, tứ chi mở ra hướng mặt bên chạy trốn, nhưng vừa vặn quay người lại, đinh lão bàn tay liền trực tiếp đánh tới, sau đó liền thấy đáng thương đại gia hỏa lệch ra cái đầu theo sơn phong ngã xuống, một tiếng ầm vang rơi xuống ở dưới chân mọi người, tiền bất đa, tiền gia cao thủ, một đầu có thể so với vũ hoàng linh thú, tại tan thương trước mặt lão giả cứ như vậy không chịu đánh. Quân thường tiếu thả người nhảy một cái, rơi vào nửa chết nửa sống thất thải lang vương trên thân, hai tay đang xen vào nhau, cất cao giọng nói bách khâu đại vương bổn tọa lễ gặp mặt ngươi còn hài lòng